Hello, chào các bác nhá. Đấy, em đang mặc cái con áo điều hòa này các bạn. Con này nó rất là mát luôn. Đây các bác xem này, gió hơi nó phồng lên đây này. Đó. Rất chất lượng các bác nhá. Con này thì dùng nó rất là đã luôn các bác. Đây, gió nó phồng lên này. Dưới này thì nó nẹp kín cho nên gió nó sẽ đẩy lên trên hết cho bác nhá. Đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái quạt này. Đó. Hai quạt này. Gió rất mát luôn các bác. Gió rất mát luôn. Đấy. Đấy, rất là ok luôn nhé. Đó. Thì các bác cứ gọi điện đến thì cứ đọc cân nặng là bên em sẽ tư vấn sai số cho bác nhé, sai số cho bác. Em thì cân nặng là gần 70 cân và em đang mặc là size L có nhé, size L. Bên em thì có M, L, XL và 2XL có nhé, 2XL. Thì cân nặng của nó sẽ là từ khoảng 50 đến khoảng 80 cân. Đấy, các bác cần từ 50 đến 80 cân là ok. Đây, con này, đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, Made in Japan đàng hoàng. Và cái thông số của pin thì sẽ là 36.000 luôn nhá. Đó của nó khá là nhiều luôn các bác. Đây. Đây các bác xem. Đây. Đây. Các bác xem gió nó thổi ra này. Đây. Các bác xem. Đây. Đó. Gió nó bay như bóng các bác. Đây. Gió nó bay như bóng này các bạn. Đây các bác thấy chưa? Đấy, bay phần phật luôn các bác thấy không? Đó, đây. Rất đẩy gió nhá, rất đẩy gió luôn các bác thấy không? Đó, rất đẩy gió luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, hàng về số lượng giá rất tốt cho bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì con này nó sẽ là dòng quạt 12V như này các bác này. 12DC 12V nhá. Chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác. Gió của nó thì rất khủng khiếp nhá. Gió của nó thì khủng khiếp lắm. Đây các bác nghe tiếng gió nó kêu này. Đó. Và lô này bên em về thì nó sẽ là dòng 4 số nhá. Đấy. Thì cái 4 số hay là cái 8 số nó không có quan trọng. Quan trọng nó sẽ là cái dung lượng pin thôi. Đây. Đấy thì con này thì cái dung lượng pin của nó sẽ là 36.000 mAh này. Đấy, 36.000 mAh. 20W nhá. Công suất của nó là 20W. 36.000 mAh. Đây. Đấy, 36.000 mAh. Công suất của nó là 20W. Hàng Made in Japan nhá. Hàng chuẩn nội địa Nhật cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đây. Hàng Made in Japan như này nhá. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, hàng nội địa của Nhật Made in Japan nhá. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. Đây, ngay cả những cái củ sạc này cũng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, Made in Japan hết nhá, bác này. Đấy, có thứ nhất là có cho các bác là một cục pin 36.000 mAh này, hai quạt này. Hai quạt một áo nhá, coi nhá. Đó. Sẽ có cho các bác là hai quạt một áo. Đấy, khi các bác cắm cáp thì các bác sẽ cắm vào cho em vào cái phần đỏ và phần nguồn này các bác nhá. Có tem chống hàng giả các thứ bảo hành đàng hoàng quá nhá. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và đây các bác cắm sạc thì các bác cắm vào cái phần đỏ này cho em. Cắm vào phần đỏ này cho em nhá. Đấy rất là ok luôn. Cắm sạc thì cũng cắm vào lỗ này mà các bác cắm điện ra cũng cắm vào đây luôn nhá. Đấy. Thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Made in Japan nhá. Đấy, Made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Thì áo thì bên em sẽ có màu xanh và màu dàn di. Đấy, màu xanh thì bên em chỉ có cho các bác là cỡ L và cỡ 2XL thôi. Còn chủ yếu là màu dàn di thì sẽ có M, L và 2 M và 2 MXL và cũng có 2XL luôn. Đấy, nói chung là nó cũng lẫn lộn linh tinh. Đấy, áo thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Hàng này của nó chất vải của nó khá là dày các. Đấy, chất vải của nó khá là dày. Túi tiếc của nó máy đàng hoàng nhá, có túi trên, túi dưới, nói chung là lô này về thì hàng khá là đẹp đấy các bạn, hàng khá là đẹp. Và giá thì cũng vẫn như vậy thôi đó nhá. Đấy. Đây để em mặc thử cho các bác cái cỡ là dàn di nhá, để cho các bác được cái thông số này. Đấy. Em thì em cái lô này thì em mặc vừa cỡ L nhá. Cỡ L này em mặc cũng khá là vừa. Đấy, cũng không rộng không chặt. Em thì 68 gần 70 cân và cao 1m65. Đây cỡ này của nó sẽ là cỡ L đó nhá. Cỡ L đây. Cỡ L thì nói chung là em mặc là ok. 1m68 này. 1m65 này, nặng 68kg này. Đấy em mặc cỡ L nhé, bên trong em chỉ mặc mỗi cái áo lót không nhá. Đấy thì bình thường các bạn chỉ cần mặc cái áo lót bên trong nó thấm mồ hôi là được rồi. Con này thì khá là dày dẫn và chắc chắn luôn thôi nhá. Đó, thì các bác cân nặng như của em thì cứ từ 60 đến 70 cân thì các bác cứ mặc cỡ L là ok. Còn trên 70 thì mình sẽ mặc là XL. Còn trên 80 thì mình sẽ mặc là 2XL có nhá. Đấy, có M, có L, XL, 2XL, nói chung là đầy đủ cỡ cho các bác luôn. Hàng này thì nó không có nhiều đâu, cho nên là các bác đặt hàng để tránh cái việc là bom hàng có nhá. Tại vì là hàng các bác đặt thì cân nhắc, nếu không lấy thì em có để cho người khác.
chứ không các bác có mấy ngày nắng nóng để phục vụ anh em các bác thì các bác lại đặt xong không lấy nhớ mất công. Đây hàng của Nhật đây, Japan này các bác này. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là áo điều hòa nhá, áo điều hòa này đó, áo điều hòa giá của nó sẽ là 650k nhá, 650k và bao ship cho cái mã áo điều hòa như này, 650.000 bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhé, nhận hàng kiểm tra test thử ok và thanh toán nhé. Đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô kéo gà của Nhật nhé. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và nó xuất đi Hàn các bác nhé, của Nhật và xuất đi Hàn. Đây cái vỏ của nó là chữ Hàn Quốc này các bác này, hàng Nhật xuất đi Hàn nhé. Hàng này thì cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, vỏ hộp vỏ hiếc đàng hoàng cực kỳ là chất lượng nhá. Đấy, một con kéo gà cực kỳ chất lượng như này. Đấy, vỏ hộp hiếc đàng hoàng như này. Đây. Đây. Made in Japan này, stainless made in Japan các nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng gọi là thép không gỉ nhá. Đấy. Cái chữ stainless này nó sẽ là chữ không gỉ các bác nhá. Đấy, chữ không gỉ đấy, gọi là thép không gỉ nhá. Hàng cực kỳ đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là siêu khuyến mại cho các bác luôn, siêu khuyến mại cho các bác luôn. Đó. Thì con này nó sẽ là dòng kéo nhỏ này. Đấy. Các bác lên cho em là lên cho em là kéo Nhật nhá. Đấy, kéo gà Nhật nhỏ này. Đấy, lên cho em là gà nhỏ đi, kéo gà nhỏ. Lên cho em là kéo gà nhỏ này. Đấy, kéo gà nhỏ nhá. Kéo gà nhỏ. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. 90k cho một con kéo gà nhỏ như này. Đấy, bên em sẽ có hai mẫu, một mẫu nhỏ và một mẫu to. Đây, mẫu này của nó thì sẽ là mẫu to này, cũng là hàng made in Japan luôn. Nó đều là hàng của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa Nhật, còn con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất nhá. Con nhỏ này là hàng Nhật xuất đi Hàn Quốc này. Còn con này thì nó sẽ là hàng của người Nhật người ta dùng trong nước. Cho nên là nó làm cho người Nhật, cho người Nhật sử dụng, cho nên nó sẽ là hàng cao cấp hơn, to tát hơn và chất lượng hơn. Cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy. Kéo gà nhỏ thì nó sẽ là 90k, còn kéo gà to thì nó sẽ là 140.000. Đấy, các bác lên cho em là kéo gà to nhá. Đấy. Kéo gà to, giá của nó sẽ là 140k cho con kéo gà to như này. Đấy. Thì mỗi con nó đều có một cái tính năng và cái ưu điểm khác nhau, cho nên cái giá nó khác nhau. Đây, con này thì nó sẽ là kéo gà to nhá, kéo gà to, giá sẽ là 140k. Thì đây, hai con nhỏ con to như này. Các con thì đều có công dụng như nhau, nhưng mà riêng con to này thì nó sẽ là dày dẫn hơn, to hơn và chắc chắn hơn, cho nên giá nó sẽ đắt hơn các nhá. Đây. Đấy, đều là hàng made in Japan hết, đều hàng made in Japan nhá. Đó, thì một con là hàng nội địa Nhật, một con là hàng Nhật xuất nhá, Nhật xuất sang Hàn. Đó, thì đây, con này của nó thì nó con này hàng nội địa Nhật thì nó chỉ có như này thôi, chứ nó không có vỏ nhá, không có vỏ, còn con Hàn thì nó sẽ có vỏ. Đấy. Thì công dụng của nó thì thứ nhất là nó có cái phần lõm như này để các bác cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem, rất là ok. Hàng thì phải nói cho các bác là hàng của nó sẽ là hàng rất bén luôn. Đây con này. Đấy, cái giấy bóng dai như này mà em còn cắt được này. Đấy, chứng tỏ hàng của nó rất là bén quá nhá, hàng siêu bén luôn. Đấy, hàng siêu bén luôn. Và con này thì công dụng của nó thứ nhất là cắt gà, cá, thực phẩm, thức ăn. Có cái phần ngoàm này để các bác cắt này. Đấy, ví dụ như đây là con gà này, các bác đưa vào các bác cắt bình thường nhá. Đấy, thứ hai là các bác dùng cái phần răng cưa này để đánh vảy cá này, làm cá đánh vảy cá cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Thứ ba là các bác dùng để kẹp cua ghẹ này. Có cái phần này để các bác kẹp cua ghẹ và mở nắp chai. Đấy. Thì hai con này thì các tính năng của nó đều như nhau thôi, đều như nhau thôi. Nhưng mà một con thì nó sẽ là hàng nhỏ, một con sẽ là hàng to. Thì con kéo gà nhỏ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000, còn con kéo gà to này thì sẽ là 140. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo gà nhỏ nhá, kéo gà nhỏ. Đấy, lên cho em là kéo gà nhỏ, giá của nó sẽ là 90k. 90k cho em kéo gà nhỏ như này, giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, cán kiếp các thứ đều bằng hợp kim hết, cực kỳ chắc luôn. Có lẫy khóa con này. Đấy, rất là ngon. Không dùng nữa thì các bác khóa nó lại, sau đó thì mình cất đi. Rất là sạch sẽ, an toàn. Đấy nhá, rất đẹp luôn, tất cả đều bằng hợp kim hết. Còn con kéo gà to này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho em kéo gà to như này. Hàng made in Japan, đều là hàng của Nhật hết nhá. Rất chất lượng các bác luôn. Đây, con này thì nó sẽ là cái lẫy khóa ở đây này, lẫy khóa ở đây con. Đấy, lẫy khóa ở đây. Rất là ngon luôn. Đó. Con kéo gà to này thì giá của nó sẽ là 140. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm là cái bộ ba móng các bác nhá, bộ ba móng Đức đây, bộ ba móng Đức. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Lên cho em là bộ ba móng nhá. Đấy, bộ ba móng Đức này, bộ ba móng Đức nhá. Móng Đức. Giá thì bên shop đang bán là 150k. Đợt này về cho bác giá cực tốt luôn, giá của nó sẽ là 120k cho một cái bộ ba móng Đức như này.
giá chỉ còn có 120.000 thôi nhá. Đấy, 120k cho bộ 3 cái luôn, bộ 3 cái. Đây em sẽ khui ra cho bác xem. Giá chỉ có 120.000 thôi. Hàng này thì nói là hàng tốt mà giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì bộ sản phẩm của nó sẽ là khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này các nhá. Nguyên đai nguyên kiện như này, nên các bác yên tâm, hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Đức nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức và xuất sang Nhật nhá. Đấy, hàng của Đức xuất sang Nhật đây. Đấy, cho nên là tem mác của nó toàn là chữ Nhật hết các bác này, toàn chữ Nhật hết nhá. Đấy, xuất sang Nhật, tiêu chuẩn của Nhật nhá. Đây, hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hai hình người của Đức này. Đấy, Winling hai hình người đây. Đấy, các bác vào các bác gõ cái thương hiệu Winling hai hình người này là nó sẽ ra này. Đó, họ đựng trong cái hộp nhôm cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 cây nhá, 3 cây. Thì nó sẽ có một cây to này, cây này là to này, một cây nhỡ này và một cây bấm khóe nhá, một cây bấm khóe. Đó. Cây to này các bác dùng để bấm móng chân, cây nhỡ này thì dùng bấm móng tay và bấm cho trẻ con. Và cái này là dùng để bấm khóe này thì đưa vào các vị trí nhá. Và con này của nó thì nó sẽ có cái phần đẩy lên như này để các bác đựng cái phần móng tay vào đây. Khi các bác cắt thì các bác đựng vào đây cho em này. Đó. Nó sẽ cắt rất là ngon luôn nhá. Đây cắt, em cắt thử cho bác xem này. Đấy. Tanh tách luôn, rất là ngon nhá. Đấy, các bác chỉ cần bấm nhẹ thôi. Đấy, con này thì nó sẽ gọi là có trợ lực cho nên các bác không cần phải bấm mạnh. Đặc biệt là các bác móng tay móng chân dày, dày là cũng bấm rất là ok luôn, không có lo gì cả các bác nhá. Đó. Có cả cái phần mài luôn nhá, có cả phần mài mài móng luôn. Đây, cái này là sẽ là cái phần mài móng này. Về nhà các bác bóc nó ra này. Đó, rất là ngon luôn nhá. Và giá thì cũng khá là hợp lý cho bác nhá. Giá khá là hợp lý cho bác luôn. Đó. Đấy thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho một cái bộ ba móng như này. 120k. Đấy, bình thường bây giờ các bác đi mua một cái bấm móng đều thôi nó cũng phải mất vài chục rồi. Mà đây cả bộ ba con đẹp tuyệt vời. Lung linh như này. Mà giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá khá là hạt rẻ luôn, chỉ có 120.000 thôi. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ ba móng nhá. Đấy, bộ ba móng Đức nhá, bộ ba móng Đức. Giá của nó sẽ là 120k. Em đang bán 150 xuống cho bác còn 120.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn treo nhá. Đấy, con này thì các bác dùng nó có quai như này để các bác dùng, thì khi các bác dùng thì các bác treo lên cho em, nó sẽ rất là tiện luôn. Đó, treo lên. Đấy, mình dùng thì mình treo lên nó rất là tiện nhá. Đó. Có dây sạc tặng kèm luôn, có tặng kèm dây sạc luôn. Con này các bác chỉ cần bật này nó sẽ lên này. Bật một lần thì nó sẽ lên hai công tắc như này luôn, hai đèn như này luôn, khá là sáng nhá. Đấy, con này cái này của nó phải đến mấy chục watt đấy, khá là sáng luôn. Đấy, khá sáng luôn các nhá. Đó. Đây, bật lần thứ hai thì nó sẽ lên một đèn này và bật lần thứ ba thì sẽ lên cái đèn đằng trước này. Đấy, lên cho em là đèn treo nhá, đèn treo. Đó, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. Con này thì giá rất là tốt cho bác nhá, có dây sạc kèm luôn. Thời gian sáng của nó đây, thời gian sáng của nó sẽ là từ 8 đến 12 tiếng các bác này. Thời gian sáng là từ 8 đến 12 tiếng. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, sạc điện 220. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là đèn treo nhá. Đấy. Đèn treo này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 170k cho con đèn treo này thôi. 170.000 cho con đèn treo này nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. 170k cho con đèn treo như này, giá rất tốt cho bác luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em là đèn treo nhá. Giá sẽ là 170.000 các bác, 170.000 cho con đèn treo như này. 170.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt toa, xịt nhà tắm nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt nhà tắm này. Con này thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, xịt nhà tắm. Các bác lên cho em là xịt nhà tắm nhá. Xịt nhà tắm, giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này. 50k cho một chai xịt nhà tắm như này. Con này thì nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng nhá các bác, lắc đều lên. Lọ này của nó là 500ml cơ, dùng thoải mái luôn. Đấy, lắc đều cho em này. Đấy, khi xịt ra thì nó sẽ là kem trắng như này. Các bác cứ xịt ra. Con này thì nó sẽ là hương liệu tự nhiên, tức là hương chanh tự nhiên, rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá, siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, hương chanh rất là thơm và giá hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Các bác có thể để xong khoảng từ 10 15 phút cho nó tẩy sạch đi, sau đó các bác dùng bàn chải kỳ cọ đánh rửa đi rất là sạch luôn. Đấy, hương chanh tự nhiên rất là thơm nhá, thơm sạch sẽ an toàn, chứ không như những cái một cái số cái dòng của Việt Nam mình là những cái dòng mà nó bằng hóa chất cho nên dùng nó rất là nguy hiểm các bác nhá. Hóa chất cho nên dùng nó rất là nguy hiểm. Đây các bác này, đó, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác bẩn nhá. Đấy, các bác về các bác xịt rửa đi cho em. Đó, xịt đi, nó sẽ sạch luôn. Đấy. Xịt cho đó thì các bác để cho em tầm khoảng 15 đến 20 phút, sau đó nó tẩy sạch đi, sau đó các bác đánh rửa đi. Đó, kỳ cọ sạch sẽ đi. Đó.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó, giá của nó sẽ là 50k nhé, 50k. Đó, rồi ok. Các bác lên cho em là xịt nhà tắm, giá của nó sẽ là 50k nhé, 50k trong chai xịt nhà tắm này. Gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, các bác lên cho em là sơn vá tường nhé. Đó, sơn vá tường này, giá của nó chỉ có 40k cho một lọ như này thôi, 40k một lọ như này. Và các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái bàn chét này, để các bác về các bác chét vào nhá. Nó sẽ là thuộc dạng keo trắng như này, keo trắng như này các bác này. Đấy, về nhà các bác bơm này, xong rồi lấy cái này này. Đấy, sau đó thì ví dụ như là các cái chỗ tường mà bị đứt ấy, các bác cạo nó ra, sau đó thì các bác vá vào cho em. Đây, các bác cứ thế này, các bác kéo đi, các bác vá vào cho em là xong nhá. Đó, kéo đi này vá vào là nó sẽ ok thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Các cái chỗ mà nó bị dạng như là bị đùn ra này, hoặc là bị nứt này, bị bong chốc này, các bác vá kéo này vào cho em là xong. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ là thuộc cái dạng là sơn đặc như này, sơn đặc như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là sơn vá tường nhá, giá của nó sẽ là 40.000. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các cái vị trí bị bong chốc này, bẩn này, đấy các bác chỉ cần đưa vào đấy, hoặc là các cái vết ố này, vết thủng này, đấy các bác theo đưa vào vá vào cho em là xong, rất là đẹp và tiện luôn. Đấy, các vết nứt rất là ok nhá. Sau đó thì các bác chét nó vào, cần thiết thì mình lấy ấy mình đánh đi, giấy giáp mình đánh đi là nhãn phẳng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, 40k cho một lọ keo vá tường như này rồi nhá. Đó, 40.000. Lên đây là keo vá tường. Và tiếp theo đó là lên cho bác cái băng dính trong hai mặt nhá. Đấy, băng dính trong hai mặt. Có lên cho em là băng dính hai mặt nhá, băng dính hai mặt đây. Đấy, băng băng keo trong hai mặt nhá, băng keo trong hai mặt. Con này giá của nó sẽ là 30k cho một cuộn như này. 30k cho một cuộn băng keo trong hai mặt như này. Ở đây thì khi mà các bác bóc ra nó sẽ là một cái dạng băng keo dính cực kỳ tốt luôn. Các bác có thể dùng để dính điện thoại này. Đây, dính điện thoại qua này, rất là dính luôn nhá. Dính điện thoại này. Một mặt nữa thì các bác bóc ra để mình dính lên tường này, rồi dính lên các bề mặt rất là ok nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt luôn này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, bám dính rất là tốt luôn. Đây, đấy, dứt mãi nó mới ra này các bác này. Đấy, nhưng mà con này của nó thì nó bám dính vậy thôi, nhưng nó sẽ không bị, gọi là không bị gì các bác nhá. Không bị dạng như là nó lột không ra đâu, lột con này lột nó vẫn ra bình thường. Đấy, thì nó không bị hỏng tường, không bị bong chốc, rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là băng keo trong hai mặt nhá. Đấy, nó có hai mặt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cuộn như này, giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k cho một cuộn băng keo trong hai mặt như này. Đấy, lên cho em là băng keo trong hai mặt, giá của nó sẽ là 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái viên giặt quần áo nhé, viên giặt quần áo. Đấy, có lên cho là viên giặt quần áo. Một hộp này của nó thì sẽ là bao gồm cho bác là 5 túi 100 viên, giá sẽ là 90.000 nhé. Đấy, giá sẽ là 90.000 trong hộp 5 túi 15 viên như này các bác này. Đấy, đây, một túi này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 20 viên nhé. Một túi này là 20 viên này. Đấy, một túi này là 20 viên một túi như này các bác nhé, 20 viên một túi như này. Đó, một túi này thì bên em bán với cái giá đó là 20k, tức là tính ra chỉ vào là 1.000 viên này thôi. Còn bác nào lấy cả hộp to như này thì sẽ rẻ hơn. Hộp to này của nó sẽ là 100 viên nhé, hộp to 100 viên và 5 túi nhé, 5 túi. Đấy, hộp này của nó là 5 túi, giá thì sẽ là 90k. Nếu mà mua cả hộp thì sẽ rẻ hơn được 10.000, mua cả hộp này thì sẽ rẻ hơn được 10.000 nhé. Còn bên em bán lẻ thì nó sẽ là 20.000 một túi như này. Cái này thì nó sẽ là cái viên giặt nhé, vừa sạch vừa thơm luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ có các tác dụng như sau này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, thứ hai là thơm này. Thứ ba là tẩy trắng nhá. Tẩy trắng quần áo các bác bị ố vàng các kiểu đấy là nó sẽ tẩy trắng cho bác luôn, tẩy sạch vết bẩn luôn, sạch thơm và tẩy trắng nhá. Giá thì sẽ là 20k cho một túi như này. Các bác có thể mua lẻ để về mình trải nghiệm, mình giặt thử, cảm thấy ok thì mình lại tiếp tục mình mua cũng được, hoặc là bác nào thích mua cả bịch cũng được. Cả hộp này thì sẽ là 90k trong hộp 5 túi nhá, còn lẻ thì sẽ là 20.000 một túi, giá nó cũng tương đương nhau thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ qua lên cho em là bộ V46 nhá.
bộ này của nó thì khoảng trên 40 chi tiết tất cả. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, bộ này khoảng trên 40 chi tiết. Đây, ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu khẩu này, rồi đầu khẩu rồi tay vặn các kiểu luôn, bằng thép mạ chrome cực kỳ đẹp và sáng bóng luôn nhá. Thép mạ chrome đẹp sáng bóng luôn. Thì nó sẽ có cho các bác là một tay công như này. Một tay công như này các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một tay công này. Đấy, tay công thì các bác có thể lắp cái này trực tiếp vào, lắp trực tiếp vào đây. Đấy. Hoặc là dùng qua tay nối dài. Qua tay nối dài thì nó sẽ có một con này là nối nhỡ này. Đấy. Con này của nó sẽ là nối nhỡ cho các bác này. Đấy, con này là sẽ là nối nhỡ này. Đấy, còn con nó có một con nối dài hơn này. Có dài hơn các bác này. Con này sẽ dài hơn một chút này. Con này khoảng 10 phân này. Đấy, con này khoảng 10 phân. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một con ngoắt ngoéo này. Con này thì nó có thể ngoắt ngoéo để các bác đưa vào các vị trí khó được này. Đây. Đấy, con này là có thể ngoắt ngoéo để đưa vào các vị trí khó này. Đấy, cũng rất là ok luôn nhá. Con này là ngoắt ngoéo được này. Để các bác đưa vào các vị trí khó này. Đấy, đây. Các cái vị trí như là trong gầm giếc đấy, các cái vị trí khó này, ngoắt ngoéo này. Đấy, con này thì có vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều luôn nhá. Đấy. Thì con này giá rất là tốt luôn. Đấy. Và có cả đầu vít cho các bác nhá, có cả đầu vít cho các bác luôn. Này. Đấy, một cái bộ này các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình. Nếu đầu vít thì các bác dùng cái đầu tô vít này cho em này, đầu tô vít này. Đấy, lắp vào rất là chắc chắn luôn nhá, rất là ngon lành luôn, chắc chắn. Đấy, các bác lắp vào rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có một con nối để các bác dùng cái đầu đằng đít này nữa này. Đấy, đây. Con nối để các bác lắp vào cái đằng đít này cũng rất là ok này. Lắp cái đằng đít này nữa này. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. Đấy. Lên xem là bộ V46, một cái bộ nhiều chi tiết như này, đẹp như này. Giá chỉ có 130k. Giá quá là tốt cho bác luôn. Đó. Qua lên mã giúp cho em là V46 nhé. Đấy. Lên xem là V46 này. Đấy. Qua lên xem là V46, V46 giá của nó sẽ là 130k. Con này trước đang bán là 170k đấy. Đặt này về cho bác giá chỉ có 130k thôi. Giá quá tốt cho bác luôn nhá. Tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bảng tô nhá. Có lên cho em là bảng tô, con này thì giá chỉ 50k thôi. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k. Con này thì các bác dùng để cho các em bé nhà mình tập tô, tập viết, rồi nói chung là thỏa sức sáng tạo luôn. Cũng là để cho các em nó tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Rất là tuyệt vời. Đây, ở đây nó sẽ có cho các bác là một cây bút như này. Kèm theo đó là một cái bảng như này nhá. Đó. Về nhà thì các bác nhấn cái nút mở đây cho em. Đây nó có nút công tắc này. Nhấn sang nút mở khóa này. Đó, bây giờ các bác lên YouTube các bác gõ là shop Phạm Huấn này. Đó. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Shop Phạm Huấn là nó sẽ ra tên shop của em. Đó, sau đó các bác muốn xóa thì các bác vào đây. Hoặc các bác lên TikTok các bác gõ là shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi. Shop Phạm Huấn này. Đó. Phạm Huấn hàng Nhật bãi là nó cũng ra shop của em luôn. Xóa đi này. Đấy, viết rất là to nhá, nét sáng đẹp rõ ràng nhá. Các em có thể dùng để vẽ hình người này, rồi vẽ chim cò cây cối, rồi tô vẽ nghịch thoải mái luôn. Đấy, đập như này cũng không việc gì luôn nhá. Đấy, màn hình LCD cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bảng tô vẽ như này, giá chỉ có 50k thôi, để cho các em dùng nó tránh xa điện thoại máy tính bảng. Đấy, rất là tốt nhá, giá thì chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là bảng tô nhá, bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k thằng con bảng tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái dây phơi thôi nhá, dây phơi. Quận này thì nó sẽ là dài khoảng 5m thôi, dài 5m. Cái này thì các bác chỉ cần thả ra, sau đó thì nó sẽ có hai cái đầu quạc như này. Để các bác phơi quần áo thì mình quạc vào những cái mắt này. Nó bằng cước nhá, con này nó chịu được sức nặng của cả tạ luôn đấy. Nó bằng cước nhưng mà cước đan sợi cho nên là nó rất bền. Và chịu được sức nặng tốt cho nên các bác yên tâm. Đó. Các bác yên tâm. Và đây nó có đầu quạc như này. Về nhà các bác chỉ cần quạc vào là xong thôi. Đấy. Quạc vào tường hoặc quạc vào cái vị trí này mình dùng để làm mình phơi. Đấy, lên theo là dây phơi nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một cuộn dây phơi như này, dài 5m nhá. Đấy. Dài của nó là 5m, các bác có thể trang thoải mái luôn. Lên theo là dây phơi nhá. Đấy, lên theo là dây phơi này. Dây phơi. Giá của nó sẽ là 20k cho một 20k cho một cuộn như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần răng ra quạc vào này. Đấy, nó rất là chắc luôn. Thì khi mà các bác treo cứ treo vào những cái mắt này là cho em này là ok này. Đấy, có lắc thoải mái nó cũng chả rơi. Rất là nhỏ gọn. Đấy các bác nhá. Đấy, chăng ra là phơi thôi, rất là ngon luôn, rất là chắc nhá. Đó.
Và các bác treo vào những cái mắt này thì có gió lung lay nó không bị rơi, rất chắc luôn rồi nhá. Đó, giá là chỉ 20k thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tấm cọ lưng nhá. Các bác lên cho là tấm cọ lưng silicone. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái dạng tấm cọ lưng như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình ép lên cái tường nhà tắm ấy, nhà tắm, nhà vệ sinh ấy, sau đó các bác dùng để các bác thì cọ lưng rất là tốt luôn. Lên cho em là tấm cọ lưng nhá, tấm cọ lưng, giá của nó sẽ là 50k cho một tấm cọ lưng như này nhá, 50k. Đó. 50k cho một tấm cọ lưng như này, rất là tốt luôn. Đây, các bác có thể dùng để trà này, kỳ này, cọ lưng rất là tiện luôn. Đó. Con này thì nói chung là rất là ngon. Các bác chỉ cần là cho tí nước vào đây, sau đó thì ập lên cái tường nhà tắm ấy là mình kỳ cọ lưng rất là ngon nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Đây các bác này, đấy các bác dán lên tường nhà tắm này. Sau đó thì các bác dùng để kỳ cọ chân tay rồi. Đấy, hoặc để dưới nền này, rửa chân này, đấy, cho lên tường này. Đấy, rất là nhanh, tiện và sạch sẽ nhá. Các bác dùng để tắm kỳ cọ chân tay rất là ok. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái sản phẩm cũng dùng để cọ lưng nhưng mà nó sẽ là một cái dạng dây như này các bác này. Một cái dạng dây và dây của nó thì nó sẽ dài khoảng là 50 cm, dài khoảng 50 cm. Thoải mái các bác dùng để khi mà mình tắm mình kỳ cọ thì mình vòng tay ra ngoài, vòng tay ra sau lưng mình lôi mình kỳ cọ rất là sướng luôn. Các bác có thể dùng để cọ chân, cọ tay. Cái này nó cũng là bằng silicone, các cái hạt silicone mềm giúp massage cho lưng, cổ, vai, gáy rồi các cái lòng bàn chân rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dây tắm nhá, dây tắm giá thì sẽ là 30k thôi. Đấy, dây tắm giá của nó sẽ là 30k. Đây em sẽ có cái video thực tế để các bác xem cái dây tắm này luôn nhá. Đây, hàng rất là đẹp này, co giãn tốt các bác này. Đấy, để các bác lôi ra các bác kỳ cọ tắm rất là sướng luôn. Đó, lên cho em là dây tắm nhá. Dây cọ lưng silicone. Đấy, giá thì cũng rất là tốt cho các bác luôn. Nó nói chung là nó cũng rất là tiện đây các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Các bác cho dầu này. Đấy. Con này thì mỗi con nó có một cái tác dụng riêng, nó rất là hay. Thì các bác muốn lấy cái nào thì lấy. Đấy. Con này thì nó cũng rất là kỳ đa di năng luôn. Dùng xong thì mình lại treo lên. Đấy, kỳ cọ lưng. Rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là dây cọ lưng nhá. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Đấy. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop mà tiếp tục về cho các bác một số cái mã sản phẩm tiếp theo. Đấy thì nó sẽ là một số cái mã ứng dụng trong gia đình. Đấy thì đầu tiên lên cho các bác đó là cái sáp thơm nhá. Đấy, các bác lên cho em là sáp ô tô đây. Đấy, một cái quận sáp thơm như này. Các bác lên cho em là sáp ô tô nhá. Con này thì nó sẽ là rất là thơm luôn và nó sẽ là thuộc cái dạng lon như này. Một cái dạng lon như này thì các bác dùng nó cũng khá là lâu nhá, dùng được khá là lâu. Đó, và các bác xoáy cái này ra này. Về nhà thì các bác xoáy dở cái nắp này ra cho em. Sau đó thì mình giật cái nắp này ra, giật cái nắp này ra. Đấy, giật cái nắp này ra là bên trong nó sẽ là một cái dạng sáp khô thơm nhá. Dùng thì nó rất là đã luôn và dùng được rất là lâu. Đấy, và giá thì chỉ có 40k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô nhá, sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k. Các bác dùng để trên ô tô, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet được hết các bác nhá. Lên cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một 40k cho một hộp sáp ô tô này. Con này nó rất là thơm nhá, rất là thơm. Và thơm lâu luôn các bác nhá. Thơm của nó là thơm lâu luôn các bác nhá, thơm lâu luôn. Lên cho em là sáp ô tô nhá, rất là thơm luôn. Đó, nó sẽ có 2-3 màu thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái sản phẩm đó là cái phao nước các bác nhá. Đấy, phao nước đây. Đấy, con này thì nó sẽ là thuộc dạng phao cơ và rất là tiện dụng. Các bác có thể được tặng kèm thêm cả một cái cuộn băng keo như này và một cái đầu vòi nhá, một cái đầu vòi. Đó, một cái đầu vòi để mình cho nước nó xả vào. Đây, cái đầu vòi này các bác lắp vào đây cho em này để xả nước này. Đấy. Lắp vào đây để xả nước, còn cái này thì các bác xoáy vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, khi mà cái này nó sẽ là nước nó lên thì nó sẽ chạm vào cái đáy này và nó sẽ tự khóa cái phao nước này lại. Đấy, nó là phao nước, có lên cho là phao nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con phao nước như này. 70.000 cho một con phao nước như này nhá. Đấy. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy. Qua lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá của nó sẽ là 70k. Phao nước này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con phao nước như này. Rất là tiện dụng luôn. Bác nào lấy 3 con thì bên em tính giá cho các bác là 200 và bao ship. Đây, có video thực tế cho bác xem luôn.
Đây các bác nhé, rất là tiện dụng luôn này. Đấy. Là cả cuộc đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho đấy. Em. Nhưng nếu các bác chỉ cần múc nước là nó sẽ xả này. Đấy. Còn bình thường thì nó sẽ đứng yên. Đấy. Nước lên thì nó sẽ tự ngắt các bạn. Nước xuống thì nó lại xả, nước lên nó ngắt. Rất là tiện luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nha. Đó. Rất là tiện luôn. Thì con này các bác có thể dùng trong hệ thống test nước nhà mình này, hoặc là dùng trong các cái chậu rửa mà mình cần múc này, nói chung nó rất là tiện. Không cần phải động tay động chân gì cả. Cứ nâng vòi lên là nó sẽ cứ múc nước thì nó sẽ lại chảy. Chảy bằng cái nấc đấy thì nó lại dừng. Đấy, cứ ngập vào một phân là nó chảy mà nó sẽ dừng. Rồi ok. Lên xem là phao nước giá của nó sẽ là 70k một chiếc này. Bác nào lấy 3 cái, 3 thì sẽ là bằng 200k và bên em sẽ bao ship luôn. 3 cái bằng 200.000 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vít xanh nhé. Qua lên mã giúp cho em là vít xanh. Một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một một cái đầu tô vít như này. Các bác lắp vào đây chưa? Đấy, một đầu tô vít như này lắp vào. Các bác có thể điều chỉnh dài ngắn này. Đấy. Các nấc này, nó có các nấc này. Đấy. Nấc này, đấy. Nó sẽ điều chỉnh các cái nấc cho các bác rất là tiện dụng luôn. Và ở đây thì nó sẽ có rất nhiều đầu vít này. To nhỏ lớn bé tròn rồi lục giác ba khe đầy đủ cho bác luôn. Đây. Chất liệu thép CRV nó sẽ có cho các bác tới 30 đầu như này. Các bác dùng để sửa chữa linh tinh lặt vặt trong gia đình rất là ok nhá. Và giá thì rất tốt cho bác luôn. Một cái bộ như này giá chỉ có 50k thôi. Đấy. Đấy, cái tay nắm của nó màu xanh rất là đẹp luôn. Các bác có thể lắp trực tiếp vào đây được này. Đấy, lắp trực tiếp vào đây. Đây. Rút con này ra lắp vào đây. Đấy. Các bác có thể lắp vào đây được. Lắp vào đây nhá. Đấy, lắp vào đây, rất là ok luôn, để xoáy như này. Xoáy như này. Hoặc các bác có thể là lắp vào đầu này cũng được. Đấy. Cái này thì ưu điểm của nó có thể cho dài ngắn tùy theo. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhỏ gọn rất đẹp luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá, vít xanh. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con vít xanh như này nhá. Về nhà các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Các cái đầu vít của nó đây. Lên mã cho em là vít xanh nhá, vít xanh. Giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con vít xanh như này. Giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật các nhá. Đấy, lên mã cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, con này thì dùng cũng rất là ok thôi. Nó sẽ rất là nhiều chức năng cho bác nhá. Tặng kèm có một cái dây sạc này. Con này thì giá chỉ có 180.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ có sạc ra cho điện thoại này và sạc vào là cái đường bé này. Có tính năng phá kính này, nam châm hít này, cắt dây này, sạc năng lượng mặt trời này, la bàn này. Đấy, có la bàn này và có cả còi hú này. Đấy, có cả còi hú luôn nhá. Đấy, còi hú đầy đủ luôn đó. Và ở đây thì nó sẽ có các chế độ sáng như sau này. Đấy, chế độ sáng của đèn này khá là sáng luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, pha của nó khá là rọi và đèn cũng khá là sáng luôn đó. Sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Các bác giữ lì thì nó sẽ sang cái phím bên này đó. Và nó sẽ có là đèn sáng vừa. Đấy, sáng yếu. Giữ lì tiếp thì nó sẽ sang đèn cảnh báo nhá. Đấy, đèn cảnh báo như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác khoảng 10 chế độ cho một con đèn như này. Đấy, 10 chế độ như con đèn như này. Rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để chỉ để trên ô tô này, sử dụng trong gia đình. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Rất là tiện nhá. Và đèn của nó cũng khá là sáng các bác này. Đấy, đèn sáng lắm các bác. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Lên mã giúp cho em là đèn cảnh sát Nhật nhá. Đấy, đèn cảnh sát Nhật. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Giá của nó sẽ là... Đấy, các bác lên theo là đèn cảnh sát Nhật. Giá của nó sẽ là 180.000. Lên theo là đèn cảnh sát Nhật nhá. Đấy. Đèn cảnh sát Nhật. Đèn cảnh sát Nhật. Giá của nó sẽ là 180k cho một con đèn cảnh sát Nhật như này. 180.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Lô này về thì nó sẽ là được tặng kèm thêm 3 quả cầu như này. Hàng của thương hiệu Kesika các bác này. Đấy, Kesika. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá rất là tốt, đó là 150k. Đấy, lên cho em là vợt cầu lông nhá. Vợt cầu lông, giá của nó sẽ là 150k cho cái vợt cầu lông như này. Đó, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vợt, các bác sẽ được tặng kèm thêm là hai vợt, một bộ vợt bao gồm hai một đôi vợt và ba quả cầu như này các nhá. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là ba trái cầu như này. Đấy. Cầu của nó thì nó sẽ thuộc cái dạng là cầu nhựa như này nhá. Cầu nhựa như này, bây giờ nó đang mốt cái dạng cầu nhựa như này các bác này. Đấy. Đang mốt cái dạng cầu nhựa như này. Đó.
đang mua cái dạng cầu nhựa như này, bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai quả vợt nhé. Vợt thì cực kỳ chất lượng và chắc chắn luôn. Khung của nó sẽ là khung thép nhé, khung thép. Dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng dây cước này, dây cước khung thép, và của nó có bọc bọc cái xốp này để khi các bác dùng đánh nó chắc tay và không bị trơn trượt nhé. Đấy, dòng này thì nói chung là nó sẽ là dòng bình thường thôi, để các bác đánh thể thao, thể dục thể thao ở trong gia đình nhà mình, hoặc là cho trẻ em nó mang đi học nó chơi thôi. Chứ còn cái dòng này thì các bác không thể dùng để chơi chuyên nghiệp được đâu. Đấy, chơi chuyên nghiệp thì các bác phải mua dòng đắt tiền. Còn dòng này thì nó sẽ là một cái dòng rất là vừa phải, xinh xắn, để cho các em nó mang đi học, đi chơi. Đấy, hoặc là các bác có thể sử dụng ở nhà chiều, buổi tối hoặc buổi sáng thì các bác thể thao cho nó khỏe người. Đấy, còn tập chuyên nghiệp thì hoặc đánh chuyên nghiệp thì không đánh được đâu. Em nói thẳng thế luôn. Tại vì cái giá của nó thì nó rất là hợp lý để cho các bác mua để chơi trong nhà mình thôi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bộ, một bộ vợt như này. Giá sẽ là 150k nhé. Lên theo là vợt cầu lông. Giá sẽ là 150.000 cho một bộ vợt cầu lông như này. 150k nhé. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên mã trên là vợt cầu lông 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái thuốc diệt dán nhé. Thuốc diệt dán. Hàng này thì nó bán sẽ là thị phần số 1 của Nhật Bản luôn. Đây, hàng made in Japan con này. Đó đây, made in Japan. Nó bán là thị phần số 1 của Nhật Bản luôn nhá. Đấy, số lượng bán cực kỳ là nhiều luôn. Đây, các bạn này, nó nốt 1 các bạn này. Đấy. Nó bán là thị phần của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Bán số lượng khá là nhiều. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 viên nhá. Đấy, 12 viên. Và nó sẽ là thuộc cái dạng là viên như này các bạn. Đấy. Nó thuộc cái dạng viên như này. Đây, đấy bên trong của nó toàn bộ chữ nhật hết này. Đấy. Nó thuộc cái dạng viên như này. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần là để vào ví dụ như là tủ quần áo này, rồi tủ bếp này, rồi là gầm giường này. Nói chung là chỗ nào có dán thì các bác cho vào cho em nhé. Đấy. Chỗ nào có dán thì các bác bỏ vào cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Dòng này của nó không những là trị dán mà nó còn trị được cả các loại như là trứng dán các bác này. Đấy. Từ dán con, dán to đến trứng dán đến dán tổ, nó trị được hết các bác nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhé. Đấy. 50k cho một hộp thuốc diệt dán như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc diệt dán nhé. Đó. Thuốc diệt dán này. Đó, diệt dán. Giá của nó sẽ là 50k nhé. 50k. Đấy, con này thì đây, về nhà các bác bỏ vào các cái tủ bếp, rồi tủ quần áo, các kiểu là đều được luôn. Đó. Chỗ nào có kiến dán các bác cho vào. Đấy, dán non này, dán sinh trưởng này, trứng dán này, tổ dán này. Đấy, xịt được hết nhé. Hàng này nó bán thị phần số 1 của Nhật Bản luôn. Đó. Và giá rất là tốt cho bác luôn nhé. Đấy. Đấy, mã tem, mã vạch đàng hoàng. Một hộp này của nó bao gồm là 12 viên. Đây, hàng made in Japan nhé. Made in Japan. Đó. Thuốc diệt dán 50k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn rửa mặt các bác nhá. Đấy, coi lên cho em là khăn rửa mặt. Một chiếc như này thì giá của nó bên em bán theo combo mà tươi. Bác lấy đi xem bên này em ơi. Theo combo như này, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bịch thì sẽ bao gồm là 10 chiếc, và bên em bán là 10 chiếc thì giá sẽ là 60k. Còn bán lẻ thì bên em bán từ 3 chiếc trở lên, 20.000 cho 3 chiếc nhá, 20.000 cho 3 chiếc. Đấy, bác nào mà lấy dùng ít thì các bác cứ lấy 20.000 3 chiếc là ok. Cái này thì nó sẽ là khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Đấy. Bên em có hai mẫu, cả khăn mặt cả khăn tắm luôn, cả khăn mặt cả khăn tắm nhá. Thì mẫu này mẫu sẽ là mẫu khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Giá sẽ là 20.000. 20.000 cho 3 chiếc, còn các bác lấy cả bịch này thì sẽ là đấy, 20k này. Trên 3 cái nhé, 20k trên 3 cái. Còn lấy cả bịch là 10 cái, 10 cái thì sẽ là bằng 60k nhé. 60.000 cho 10 cái. Đấy. Thì bên em bán một bịch như này là 10 chiếc này. Một bịch này là 10 cái này. Đấy. Một bịch này là 10 cái. 10 cái là sẽ là bằng 60k nhé. 60k. Đó. Còn bên em bán là 3 cái thì trở lên là bằng 20.000. 20.000 cho 3 cái. Khăn thì sợi của nó sẽ là bằng sợi bông. Đấy. Siêu thấm hút nước. Dùng thì cực kỳ mềm và êm, chứ không như những cái khăn truyền thống của Việt Nam mình đâu. Khăn truyền thống của Việt Nam mình thì dùng nó dạng như là nó không thấm hút nước này, dùng nó sẽ bị rát, nó bị rát mặt các bạn nhá. Đấy, còn cái này thì nó toàn bộ là nó bằng bông hết, cho nên dùng nó rất là mềm mại và rất là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy,
lên mã giúp cho em là, các bác lên mã giúp cho em là khăn mặt nhé, khăn mặt giá sẽ là 20.000 ba chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chấm hai, nó xem video cũ cái bộ năm nồi nhá, giá của nó sẽ là 140.000 cho cái bộ năm nồi như này. Đấy, bao gồm 5 nồi như này các bác. Đấy, lên cho em là bộ 5 nồi nhá. bộ 5 nồi giá của nó sẽ là 140k thôi, 140k thì cái bộ 5 nồi như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái nồi nhá, 5 cái nồi luôn. Đó. Hàng này thì nó sẽ là cái hàng mà bình thường. Không dày quá, không mỏng quá nhá. Đấy, đây. Tất cả đều nó sẽ có sẵn vung như này các bác này. Đấy, có sẵn vung như này luôn. Đấy. Và đây sẽ có 5 cái nồi như này. Cái con to nhất thì nó vào khoảng là 25 26 cm. Đấy, 25 26 cm luôn nhá. Đấy, con này. Đấy. Tiếp theo đến con thứ hai của nó thì vào khoảng là 22 cm này. Đấy. 22 cm. Sau đó thì đến con nhỡ này thì sẽ là 20 cm nhá. Đấy. Con nhỡ này thì sẽ là 20 cm này. Đấy, đấy. Con nhỡ này khoảng 20 cm này. Sau đó đến con khoảng 18 cm này. Đấy, 18 cm coi nhá. Đấy. Và đến con cuối cùng của nó sẽ vào khoảng là 16 cm. Ưu điểm của nó là nó vừa nhỏ nhắn xinh xắn này. Đấy. Nhỏ nhắn xinh xắn các bác nhá. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn. Và các bác có thể sử dụng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, chế biến đồ ăn chín, đồ ăn sống. Rồi các cái nguyên liệu và ưu điểm của nó là các bác có thể trồng lên nhau. Đây, trồng lên nhau rất là gọn nhá. Đấy. Thứ nhất là có thể trồng lên nhau này. Thứ hai là có thể là đây, các bác có thể trồng với nhau như này. Thứ hai là có thể xếp vào nhau được luôn. Xếp gọn vào nhau được để khi các bác cất đi thì nó cũng rất là tiện dụng. Giá thì nói chung là giá thì rất là tốt cho các bác nhá. Đó. Giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Một cái bộ nồi 5 món như này, giá chỉ có 140 thôi. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá, giá sẽ là 140.000 cho các bác, 140.000 cho bộ nồi 5 món như này. Sản phẩm tiếp theo đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, vừa nãy là cái khăn mặt, còn giờ là sẽ là cái khăn tắm. Đấy, một khăn tắm như này. Đấy. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc này. Đó. Khăn tắm Hàn Quốc. Giá thì sẽ là 40k cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k một chiếc thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. 40k cho một cái khăn tắm như này. Đấy. Đấy các bác không bao giờ đi đâu mà mua được một cái khăn tắm như này. Đấy, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là một con khăn tắm. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 1m4, rộng là 70. Chất liệu của nó là sẽ là sợi bông như này. Sợi bông như này các bác nhá. Sợi bông siêu mềm mại và thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng trong nhà tắm nhà mình thì rất là ok nhá. Đấy. Nhà đông người thì các bác cứ mua cho em mỗi người một chiếc. Đấy. Mỗi người một chiếc. Về mình dùng nó rất là đã luôn. Kích thước của nó thì khá là to nhá. Kích thước của nó khá là to. Một mặt thì nó sẽ là bông xù như này và một mặt sẽ là bông mịn như này nhá. Đấy, nó sẽ có hai mặt như này. Chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên siêu thấm hút. Và con này thì kích thước của nó rất là to. Đấy. Kích thước của nó rất là to. Đấy, của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy. Tức là 70 nhân 1m4. Đấy. 70 nhân 1m4 các bác nhá. Đấy, kích thước của nó là 70 nhân 1m4. Giá thì cực kỳ là tốt luôn, chỉ có 40.000 cho một con khăn tắm như này thôi. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Giá siêu tốt cho bác luôn nhé. 40.000 cho một con khăn tắm như này. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xìa. Đấy. Bộ xìa của Đức nhá. Đấy, xìa của Đức. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 5 chiếc thìa như này, 5 chiếc thìa như này các bác. Đấy. 5 chiếc thìa của Đức như này. Con này thì nó sẽ là rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Độ dày của nó thì sẽ là vừa phải, không dày quá các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái bộ thìa như này, giá thì đang gửi tới các bác một cái bộ 5 thìa như này. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Các bác lên cho em là thìa Đức này. Đấy, lên cho em là thìa Đức nhá. Đó, thìa Đức. Giá của nó sẽ là 60k. 60k cho một cái hộp 60k trên hộp bao gồm 5 cái. Đấy, 60k trên hộp bao gồm 5 cái như này. Đấy, 5 cái thìa như này. Cái này thì các bác có thể dùng ăn bún, ăn phở, sử dụng bình thường ở trong nhà.
cũng như là các bác có thể sử dụng là để mình cho trẻ con ăn uống cũng đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá sẽ là 60k cho 5 chiếc, 2 4 5 chiếc như này. Hộp của nó sẽ là 5 chiếc. Đấy. Bộ thìa Đức 60k trên hộp. 60k trên hộp 5 cái nhá. 60k trên hộp 5 cái. Đó. Ngoài thìa thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức nhá. Hàng cực kỳ ngon và chất lượng cho bác luôn. Đấy, đây, qua đây. Đó. Hàng thương hiệu Willing của Đức đây, Willing in Germany các bác đây. Đó, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, Germany các bác nhá. Đó đây, Germany các bác này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đũa nhá, hộp đũa inox. Đấy, có lên cho em là hộp đũa inox. Đấy. Hộp đũa inox, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 1 2 3 4 5 đôi đũa inox như này. Hàng này cũng là hàng inox 304, cũng của thương hiệu Willing của Đức đây, Su 304 Willing các bác này. Đó. Các bác dùng con này thì cực kỳ sạch sẽ và yên tâm luôn. Không lo bị nấm mốc này. Đầu của nó thì có đánh nhám chống trơn trượt này. Đấy, đầu của nó có đánh nhám như này nhá. Chống trơn trượt thì các bác dùng cực kỳ yên tâm. Kích thước đũa là vừa phải so với cái việc sử dụng. Đấy. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó, đũa inox. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k nhá. 55k cho một hộp như này. 55k trên hộp đũa inox như này. Đấy, hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 55.000 cho một hộp đũa inox bao gồm 5 đôi như này. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho bác luôn. Giá thì nói chung là cũng là giá cực kỳ là tốt cho bác rồi. Đó, 55.000 cho một hộp đũa 5 đôi như này. Để các bác có thể sử dụng trong công việc gia đình nhà mình rất là ok luôn. Cũng hàng của Đức luôn các bác nhé. Đây, in Germany các bác này. Đó, Willing in Germany nhé. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thì qua lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox giá sẽ là 55k trên hộp. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200k này. 200k trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Thì các bác cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái cặp lồng hàng của Nhật nhá, hàng của thương hiệu Sanbao này, Sanbao của Nhật này, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Dung tích của nó là lít 6 hàng nguyên hộp như này. Đấy, bằng inox 304 cực kỳ chất lượng nhá. Dung tích của con này nó sẽ là 1.6 các bác nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Sanbao này các bác này. Đó. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng nội địa Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ cực kỳ là ngon lành cho bác luôn nhá. Đây. Đấy, tem mác toàn bộ chữ Nhật hết này. Hàng của thương hiệu Sanbao này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là mở ra thì nó sẽ là một cái bát như này nhá. Một cái bát rất là to như này. Đấy, sẽ là một cái bát khá là to luôn này. Tiếp theo đó nó sẽ đến cho các bác là một cái khay cao này. Đấy, tiếp theo là một cái khay thấp này. Đấy, và nó sẽ là một cái cặp lồng sâu như này. Đấy, tức là nó cũng khá là nhiều ngăn nhá. Đấy. Ví dụ cái này các bác để cơm này, các bác để canh này, rồi để đồ ăn mặn này, rồi xoáy nắp ra là mình có thể là làm bát ăn cơm được luôn, rất là tiện luôn nhá. Đấy đây. Dung tích của nó sẽ là 1,6 lít nha các bác nhá. Đấy, 1,6 lít. Đấy, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Inox 304 không bắt nam châm, rất đẹp, rất chất lượng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con cặp lồng như này. Hàng hai lớp nhá, hai lớp giữ nhiệt các bác nhá, hai lớp giữ nhiệt. Cực kỳ đẹp luôn, hàng đúc liền hai lớp giữ nhiệt. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là cặp lồng nhá. Lên cho em là cặp lồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con cặp lồng như này. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là cặp lồng nhá. Đó, cặp lồng này. Đấy, cặp lồng cơm nhá, cặp lồng cơm này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180k cho một con cặp lồng cơm như này. 180.000 nhá. Đấy, lên cho em là cặp lồng cơm. Giá sẽ là 180.000, cặp lồng cơm 180.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đá vĩnh cửu thôi nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Con này thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên đá như này nhá. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đấy, một hộp bao gồm cho các bác là 6 viên như này. Đấy, 6 viên đá như này. Hàng thương hiệu Willing của Đức, hai hình người đây. Đá vĩnh cửu tại sao lại gọi là vĩnh cửu? Tại vì các bác có thể dùng được mãi. Ví dụ như các bác bỏ cái viên đá này vào trong cái ngăn đông tủ lạnh này. Đấy, về nhà các bác rửa vệ sinh đi, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh kia. Khi nào các bác cần dùng thì các bác lấy ra. Đấy, uống bia, uống nước ngọt, rồi là uống nước mát bỏ vào. Các bác uống bình thường. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi, mình lại bỏ vào ngăn đông, mai lại lấy ra dùng. Nó chỉ đơn giản vậy thôi nhá. Đấy, thì khi mà các bác uống rượu, uống bia mà các bác nào muốn uống nguyên chất ấy mà vẫn giữ được độ lạnh thì dùng cái này rất là ok. Một vỉ này 6 viên. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đá vĩnh cửu này, đó, đá vĩnh cửu. Giá của nó sẽ là
100k cho một hộp như này, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, rất chất lượng luôn, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là đá Vĩnh Cửu, giá của nó sẽ là 100k. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dây phơi nhá, dây phơi. Thì một cuộn dây này của nó sẽ là bao gồm là cho bác là 5m này. Đấy, bao gồm cho bác là 5m. Sợi của nó thì nó sẽ là thuộc dòng sợi cước như này. Đấy, thuộc dòng sợi cước như này. Và mỗi cái mắc này thì nó sẽ có cho các bác là một cái mắc như này để các bác đeo quần đeo áo vào, nó rất là tiện luôn. Khi treo lên nó sẽ như này các này. Đấy. Và đeo quần áo vào nó rất là tiện. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này nó rất là tiện để các bác phơi quần áo rất là ok luôn. Và giá thì rất hạt rẻ nhá. Một cái dây phơi 5m như này giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 20.000 thôi. Đấy, chỉ có 20.000 cho một cái dây phơi như này thôi. Đó. Các bác lên xem là dây phơi quần áo này. Đó, dây phơi quần áo nhá. Dây phơi quần áo. Giá sẽ là 20k cho một quận như này, 20k cho một quận 5m như này. Dây phơi quần áo các bác nhá. Đây các bác nhá. Đó, bọc vào là các bác treo lên này. Đấy. Treo lên rất là căng luôn. Đấy. Đây. Đấy. Các bác cứ thế các bác treo hết quần áo lên cho em. Đó, rất là ok luôn nhá. Đó, đây. Đấy. Rất là dai luôn các bác nhá. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh được rất là thoải mái luôn nhá. Đó, đây. Tùy theo nhá. Thì ví dụ như các bác dùng mà nó trùng thì mình lại cho căng lên các nhá. Đấy, cho căng lên. Đấy, một thời gian thì nó sẽ có dấu hiệu bị trùng thì các bác phải căng lên thôi. Đó, thì nó rất là bình thường, nó dây thì nó phải có cái độ co giãn nhất định. Phơi chăn, phơi quần áo rất là ok và các bác có thể treo trực tiếp và nó sẽ không bị bong, bị rơi nhá. Đấy, rất nhỏ gọn tiện dụng luôn. Lên cho em là dây phơi quần áo 20.000. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dây tắm nhá. Đây. Đấy, con này thì nó rất là tiện, các bác dùng hai tay như này. Hai tay như này các bác vòng nó đằng sau lưng này. Đấy, có thể kỳ lưng này, kỳ bụng này, kỳ gót chân, gót tay này, rồi nói chung là tất cả đều được hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là dây tắm, giá của nó sẽ là 30.000 à. Đấy, lên cho em là dây tắm nhá. Đấy, các bác lên đúng tên cho em. Dây tắm nhá, dây tắm giá của nó sẽ là 30k thôi. 30k cho một em dây tắm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Chất liệu của nó thì là bằng cao su mềm nhá, cao su mềm. Dùng thì rất là phê luôn các bạn. Đấy, nó có những cái đầu cao su như này. Massage cực kỳ là sướng luôn và nó rất là sạch. Cái này các bác dùng chỉ cần xả nước ra cái là nó sẽ sạch luôn. Chỉ có 30.000 thôi. Nên mã treo là dây tắm. Đây các bác này, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, bằng silicone như này. Đấy, các bác có thể kéo này, kỳ cọ lưng này, cho dầu sữa tắm vào này. Đấy, cọ chân nhá, bàn chân nhá. Đấy, lưng này. Đấy, rất là tiện luôn, các bác theo. Dùng con này thì rất là sướng. Đấy, rất tiện dụng. Đấy, chân tay rồi bắp chân, bắp tay, gan, bàn chân rất là tiện luôn, không phải cúi lên cúi xuống mỏi lưng, đau lưng. Rất tiện luôn. Giá chỉ có 30.000 thôi, bằng silicone mềm, kéo giãn thoải mái luôn các nhá. Kéo giãn thoải mái luôn, các bác theo. Đó. Và nó có những cái đầu bi như này, massage vào rất là phê luôn, sờ tay không nó thấy sướng luôn các nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái bọc yên nhá. Coi lên trên là bọc yên. Con này thì vừa chống nắng vừa chống nước luôn. Đấy, gọi là bọc yên. Cái này thì về nhà các bác chỉ cần là tháo ra và mình bọc vào cái yên xe của mình là xong thôi. Xe đạp, xe máy rồi xe đạp điện, nói chung là tất cả các loại yên nó đều vừa hết. Tại vì con này nó sẽ là dạng dây chun như này nhá. Dây chun như này cho nên chấp hết luôn, kể cả yên to như yên SH cũng vừa nhá. Hoặc là yên nhỏ như yên xe đạp điện cũng ok. Tại vì nó có các cái phần đai như này. Có phần đai như này các bác nhá. Đấy, có những cái đai như này các bác này. Đấy. Nó sẽ có cái đai như này để các bác đai vào cho em. Đai rất là chắc luôn. Đó. Và con bọc yên như này nhá. Con này của nó đến 5-7 cái lớp cước nhá. Cho nên là các bác dùng cực kỳ là êm luôn. Thứ nhất là êm này, thứ hai là chống nóng này, thứ ba là chống nước này. Đấy, các bác có dội nước mưa mà nó cũng chuội đi luôn, nó sạch luôn, cho nên là kể cả dày mưa dày nắng là đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp em là bọc yên, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy, lên mã giúp em là bọc yên này. Đó, bọc yên nhá. Đấy, bọc yên giá sẽ là 50k cho một em bọc yên như này các bạn, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây em có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, kể cả những cái yên cũ các bác chỉ cần bọc vào là xong thôi, vừa chống nước luôn, nước có chảy vào thoải mái, ngồi cũng không bị ướt. Đấy, rất tiện nhé. Nó sẽ có cái phần đai như này, vì các bác đai lại này, xe máy, xe đạp điện này, chống nước, chống nóng này, đó, chống nước, chống nóng, chống xước cho yên xe luôn, rất là tiện. Mà khi các bác ngồi đi đường dài nó cũng rất là êm, và khi mình ngồi thì nó sẽ không bị bí mông nhá. Đó, xe SH sẽ vừa hết, nói chung là vừa hết luôn, rất là ngon lành luôn, chống nắng, chống nước, chống côn trùng luôn. Đấy, chống mưa luôn các nhá, rất là tiện dụng, xe nào cũng vừa hết, nó sẽ có đai như này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác giá là 50.000 nhá. Lên cho em là bọc yên nhá. Bọc yên giá sẽ là 50k. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái này cũng bọc yên xiên. Đúng rồi. Không lấy chi tiến này. Cái phủ máy giặt các nhá. Đấy, có lên cho em là phủ máy giặt này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. 50.000 cho một con phủ máy giặt như này nhá. Đấy, thì khi các bác mua thì nhớ đọc cho em rõ là nhà mình là
máy giặt của mình là cửa trên hay là cửa ngang nhé, cửa trên hay cửa ngang để cho nó phù hợp không nhé. Đấy. Con này thì các bác dùng để mình đậy với cái máy giặt ấy thì nó sẽ rất là an toàn sạch sẽ, và thứ hai là nó vệ sinh nhé. Đấy, một con phủ máy giặt thế này. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng vải áo mưa nhé, kể cả ví dụ như là các bác có để cái máy giặt ở ngoài trời cũng không được gì. Đấy, nó sẽ có con này nó phủ đi đâu. Thế nên các bác yên tâm sử dụng thôi. Đấy, lên trên là phủ máy giặt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Lên trên là phủ máy giặt, giá sẽ là 50k. Đấy, em cũng có cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động không nhá. Các bác lên cho em là phủ máy giặt nhá, phủ máy giặt đó, phủ máy giặt này. Phủ máy giặt. Phủ máy giặt giá sẽ là 50k cho một em như này nhá, 50k cho một em phủ máy giặt như này. Đó. Đây các bác này, đấy nó nôm na như này, về nhà các bác chỉ cần chùm lên là xong nhá. Đó. Chùm lên sau đó thì các bác đai cái đằng sau này lại này. Đấy. Khi nào các bác giặt thì các bác dở ra. Đấy, dở ra. Cửa trên, cửa dưới đều được hết nhá. Đấy. Khi nào các bác giặt các bác dở ra, cửa trên, cửa dưới đều ok hết. Phủ vừa chống bẩn, vừa chống bụi, vừa côn trùng, rồi nói chung là các kiểu con nào đều được luôn. Đấy, nó rất là tiện không nhá. Đó. Lên cho em là phủ máy giặt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, khi các bác phủ vào nó sẽ như này con này. Đó, nó sẽ như này. Đấy, rất là đẹp luôn không nhá. Đấy. Cửa trên, cửa dưới đều được hết nhá. Giá thì rất tốt luôn. Đấy, các bác theo. Đấy, chùm lên. Rất là sạch sẽ nhá. Các bác dùng cửa nào thì các bác kéo ra cho em. Đó, rất là ok nhá. Đấy, đậy vào này. Vừa thẩm mỹ vừa đẹp lại vừa là trong nhà người ta không biết là cái này là cái gì. Các bác vẫn có thể làm cái kệ để treo đồ bình thường nhá. Giá rất tốt luôn, 50k. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn bắt muỗi nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn bắt muỗi này. Đó, đèn bắt muỗi. Lên cho em là đèn bắt muỗi. Con này thì khi mà muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập điện và nó sẽ chết, nó giống như cái vật muỗi thôi. Đấy, nhưng mà nó là thuộc cái dạng đèn như này. Con này thì các bác vừa dùng làm đèn ngủ, vừa dùng làm đèn bắt muỗi được luôn. Cầm bốn con dao dòng giấy. Đấy, con này thì nó rất là tiện đúng nhá. Đấy, đây. Thì con này của nó sẽ là dòng cắm điện trực tiếp nhá. Về nhà các bác cắm điện 220 cho em. Cắm điện 220V trực tiếp vào cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đấy, cắm điện nó sẽ như này con này. Đấy, cắm điện vào thì nó sẽ có một con đèn như này. Con đèn này thì các bác công dụng của nó sẽ là vừa làm đèn ngủ luôn, vừa làm đèn ngủ và vừa làm cái đèn bắt muỗi luôn. Khi các bác muỗi nó rơi xuống đây thì các bác tháo ra, các bác đổ ra cho em. Đó, ở đây. Thì đây khi mà con muỗi nó bay vào đây nó sẽ bị chập không nhá. Đấy. Bỏ. Đây em sẽ thử cho bác xem nhá. Đây con này. Đấy, đây nó đánh điện con này. Đấy, đánh điện này con nhá. Đó. Đây, các bác thấy không? Đấy, nó đánh điện rất là mạnh luôn. Đấy, khi mà con muỗi nó bay vào nhá. Đấy, con muỗi nó bay vào con này. Đấy, con muỗi nó bay vào như này. Đấy là nó sẽ giật các bác nhá. Đấy, nó sẽ giật này. Đó. Đây các bác nhá. Đó, đây. Các bác thấy không? Nó đánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy thì nó sẽ là một cái dạng đèn như này. Và khi con muỗi nó bay vào là nó sẽ bị chập điện thôi các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em là đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi. Con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn bắt muỗi nhá. Con này thì bên shop đang bán là 110.000, 110k đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho một con đèn bắt muỗi như này nhá. Các bác lên cho em là đèn bắt muỗi, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Các bác lên đúng cho em là tên đèn luôn, đèn bắt muỗi màu đen nhá. Con này nó màu đen này. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 100.000 nhá. Đây đèn bắt muỗi màu đen như này. Đấy, cho nó tránh nhầm với các cái loại đèn khác nhá. Đèn muỗi màu đen 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái búa đinh của hàng nội địa Nhật nhá. Búa đinh hàng nội địa Nhật đây. Đấy thì con này nó sẽ là một cái dạng búa lùn như này, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây, búa lùn như này con này. Đấy, hàng made in Japan, hàng chuẩn nội địa Nhật luôn. Con này thì công suất của nó sẽ là 20.25 kg, tức là 2 lạng rưỡi nhá, 250g. Đó, búa dài thì vào khoảng là 12 cm. Con này các bác cầm nắm thì cực kỳ là đầm tay luôn và rất là nhỏ gọn, vừa xinh để các bác dùng trong gia đình nhà mình. Đấy, búa thì được làm từ sợi thủy tinh, cán bọc cao su siêu mềm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k cho một con búa lùn như này nhá. Các bác lên cho em là búa lùn nhá, búa lùn, giá của nó sẽ là 80k. Đó, lên đúng tên cho em. Búa lùn này, đó, con này nó ngắn ngắn cái cán này thôi, cho nên em gọi là búa lùn, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho em búa lùn như này. Đó, búa lùn này. Giá của nó sẽ là 80k nhá, búa lùn 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mỗi cà lê đa năng 8 đầu đây. Qua lên theo là cà lê đa năng 8 đầu nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Đó. Hả? Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một con cà lê đa năng 8 đầu như này nhá. Đó. Đấy, giá của nó chỉ có 90k nhá, giá siêu tốt cho bác luôn. 90k cho một con cà lê đa năng 8 đầu như này. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu như sau. Đấy. Đầu tiên của nó sẽ là một bên là 8, 10, 11, 13 này. Đầu bên này thì sẽ là 8, 10, 11, 13. Đầu bé này là 8, 10, 11, 13 không nhá. Đấy. Còn đầu bên này của nó thì nó sẽ là đa di năng hơn này. Đầu bên này của nó sẽ là 10, 10,
14 này, 14, 17, 19, 100 à. Đó. Con này thì bên em đang bán là 100k nhé. Xin lỗi các bác nhầm giá nhé. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, giá của nó sẽ là 100k nhé. Đấy, giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho một con cà lê đa năng 8 đầu như này. Đấy, xin lỗi các bác, 90.000 gạch đi nhé. Đấy, 90.000 thì bán lỗ. Đó, đây, 100k cho một con cà lê đa năng 8 đầu như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây nha các bác nha, con này thì nó dùng rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để xoáy này, xoay ngang, xoay dọc, đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy, các loại máy móc nha, các bác có thể dùng một con cà lê này nó có tới 8 đầu luôn. Các bác có thể vặn các loại đầu ốc, một sửa một cái xe chỉ cần một con cà lê này là xong. Rất tiện, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con cà lê đa năng như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, lên cho em là cà lê đa năng, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con cà lê đa năng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con vắt cam bằng tay nhá. Qua lên cho em là vắt cam bằng tay. Cái này bao nhiêu đấy? Giá sẽ là 60.000, con này thì bắt bằng tay thôi nhưng mà cũng rất là tiện dụng nhá. Nó bằng inox 304, quay chỉ cần đặt lên như này thôi. Sau đó thì mình xoay dần là nó sẽ chảy trong đây. Và nước cam chảy trong đây, còn các cái loại hạt rồi nói chung là các cái linh tinh thì nó sẽ đọng ở trên này. Đấy, hạt rồi sơ siêu đọng trên này. Và các bác chỉ cần là rửa vệ sinh đi là xong, rất là sạch sẽ luôn. Đấy, bên em có cả vắt bằng máy, có cả vắt bằng tay. Tùy theo các bác muốn lấy mà vắt bằng máy thì lấy, mà lấy vắt bằng tay thì mấy nhá. Bỉnh. Đấy, giá sẽ là 60.000, bằng inox cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó. Lên cho em là vắt cam bằng tay nhá, vắt cam bằng tay. Giá thì sẽ là 60k cho bọn em vắt cam bằng tay như này. Đó. Vắt cam bằng tay này, đấy, vắt cam bằng tay. Đấy, lên đúng tên cho em. Đó. Vắt cam này, đó. Vắt cam bằng tay nhá, giá của nó sẽ là 60k cho một em như này. 60.000 cho em như này nhá, vắt cam bằng tay. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này, đó. Nó bằng hộp bằng nhôm mà, lên luôn là đèn hộp nhôm. Giá thì sẽ là 100k và con này thì cực kỳ là chất luôn và giá rất tốt. Còn con này trước đang bán 150.000 đấy, nhưng mà đợt này về cho bác giá chỉ 100.000 thôi. Nó sẽ bao gồm cho bác dây sạc này, quai đeo này và móc khóa luôn nhá. Dây sạc, quai đeo, móc khóa luôn. Và đây là em nó đây. Con này thì nó sẽ có một cái kệ như này, có nam châm hít nhá. Cái này nó sẽ có nam châm hít này. Đấy. Ngoài ra thì con này nó sẽ là đèn thì rất nhiều chế độ sáng này. Đấy, thứ nhất là sáng mạnh này, đấy, sáng vừa này, thứ hai là nhấp đèn vàng này, đấy, thứ ba là đèn sáng nhỏ này, thứ ba là ánh sáng đỏ này, đấy, thứ bốn là nhấp nháy cảnh báo này, đấy. Và ngoài ra con này thì nói chung con này thì rất là sáng luôn, đấy, sáng chói mắt luôn các bác nhá. Đấy, đèn flash của nó còn không nhận được luôn, nó quá sáng quá ạ. Đó, đây. Đấy. Ngoài ra thì con này của nó sẽ có cho các bác là cả bật lửa luôn nhá. Bật lửa thì các bác giữ lì cái nút này cho em này. Đấy là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đây, đấy, bật lửa sẽ lên đây. Lửa đang lên đấy các bác nhá. Đấy, và các nhấn này nó sẽ tắt này. Đấy các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Có báo pin luôn nhá. Đây nó có báo pin luôn các bác này. Đấy. Khi các bác bật đèn lên thì nó sẽ báo pin ở đây. Báo pin ở đây các bác nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Đó. Và khi các bác tắt đi thì nó sẽ tắt cái pin này. Tắt cái pin này các bác nhá. Đó, tắt pin luôn. Còn khi các bác muốn dùng bật lửa thì các bác dùng cái nút bên trên này cho em này, nút thấp hơn này. Đấy, nút thấp hơn là bật lửa này, các bác giữ lì này. Đấy, giữ lì này. Đó là lửa nó sẽ lên các bác nhá. Đấy. Giữ lì này cho em này là lửa nó sẽ lên này. Các bác nhá. Đấy. Thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy, một con đèn hộp nhôm như này, giá chỉ có 100k thôi. Rồi ok. Này. Đấy thì bắt đầu là bật cái này lên. Cái bên trái này nó sẽ là vừa là nguồn vừa là âm lượng. Còn cái này bên phải này thì nó sẽ là giò nhá. Không biết là công tác phòng chống doping đã được Tổng cục Thể dục Thể thao và Trung tâm Doping và Y học Thể thao triển khai như thế nào để tránh những trường hợp vận động viên vô tình dương tính như tại SEA Games 31 vừa qua. Chúng ta có thể thấy rằng các cái công việc chuẩn bị cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32, đặc biệt là công tác phòng chống doping đã được triển khai ngay từ đầu năm. Ngay thời gian sau khi kết thúc Tết Nguyên đán, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và chúng tôi đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games tại tất cả các trung tâm huấn luyện tháo quốc gia từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Và tại đó, vâng, thưa bác sĩ, sau khi nghe bác sĩ có nhận xét gì về số ca nhập viện và tử vong đã giảm mạnh, dù số ca mắc thì đã tăng trở lại ở hầu hết các cái khu vực ạ, trong đó thì có cả nước ta. Vâng, như quý vị và các bạn cũng đã nghe kỳ báo cáo tổng hợp, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà virus biến đổi theo cái xu hướng mà nó We'll be right back.
Nó rất là nhiều kênh sóng nhá, các bác cứ dò này nó sẽ ra nhá. Đó, các bác cứ dò này nó sẽ ra thôi. Đấy, thì các bác cứ dò này nó sẽ ra kênh sóng. Ôi, sức bền. Ví dụ như là điền kinh. Ví dụ như bơi lội. Các bác cứ dò chậm này nó sẽ ra thôi. Đây, cái phím này nó sẽ là vừa nguồn vừa âm lượng. Còn phím này là để dò. Đấy. Con này thì các bác có thể sử dụng... nó có pin sẵn rồi, có pin sẵn này, sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc luôn. Tặng kèm một cái dây sạc về các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, có pin, tặng kèm một cái dây sạc thế này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác nhá, made in Japan con này. Đó. Đây. Made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Pin 16850. Đó, dòng 50Hz. 50W. Đó, các bác thấy không? Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, chạy bằng pin nhá, giá cực tốt luôn, rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp. Ở đây các bác có thể là một số các chức năng khác nữa thì cái này tùy theo. Đấy, em chỉ có khuyến khích các bác sử dụng đài FM thôi, còn các chức năng ví dụ cắm USB hoặc là cắm thẻ nhớ thì tùy theo, có con thì nó sử dụng được các bác nhá. Đó, đây cái chân cắm sạc vào 5V này. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 một con đài FM như này, giá con nó sẽ là 300k nhá, lên nha một đài FM, giá sẽ là 300.000 thôi nhá. 300.000 thì con đài FM này. Đó. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Chúc các bác một ngày vui. Đấy, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm trong ngày hôm nay, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái con đệm ghế nhá. Các bác lên cho em là đệm ghế. Kích thước của nó thì một chiều này vào khoảng là 40 và một chiều này thì nó cũng vào khoảng là 35 cm nhá. Đấy. Khoảng 35 40 x 35. Đó, 40 x 35. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 100k cho một con đệm ghế như này. Đấy. Sản phẩm thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp vải như này nhá, một cái lớp vải như này. Cái này là vải bi chống trơn nhá. Đây. Đấy, nó có máy khóa này, vải bi chống trơn. Đấy, có máy khóa cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là bỏ vào là xong. Đây. Trên này thì nó sẽ có một cái lớp bi như này để chống trơn nhá. Thì các bác để cho em cái lớp bi này xuống cái mặt ghế này, xuống cái mặt ghế này. Còn cái mặt trên này là cái mặt nỉ này thì để các bác ngồi sử dụng cho nó êm nhá. Còn cái mặt bi này là nó là có phủ một cái lớp nhựa. Đấy, cái bi nhựa như này để cho nó chống trơn thì các bác giải nó lên ghế. Đó, đây. Nó sẽ là một cái lớp silicon mềm như này. Đấy, khi mình ngồi lên thì nó rất là êm luôn, rất là êm luôn nhá. Nó sẽ dày khoảng là 3 phân, nó dày khoảng 3 phân khi mình ngồi thì nó sẽ bẹp xuống như này thì nó giúp cho các bác ngồi nó êm, khỏi bị edit các nhá, khỏi bị edit. Con này ngồi thì rất là sướng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đệm ghế như này, giá của nó chỉ có 100k thôi nhá. 100k cho một con đệm ghế như này. Con này ưu điểm của nó là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó êm, và thứ hai thì nó rất là thoáng khí nhá. Các bác ngồi để làm việc này, các bác hay ngồi làm việc lâu. Đấy, nó sẽ là một cái độ đàn hồi đặc biệt và nó sẽ có cái độ thoáng nhất định như này. Thì khi các bác ngồi nó rất là thoáng, thoáng mát, không bị hấp hơi và rất là êm luôn các bác nhá, rất là êm luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đệm ghế, giá thì chỉ có 100k thôi các bác nhá. 100k cho con đệm ghế như này. Đây các bác nhá. Đấy, các bác có thể để trên ghế ngồi này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, nó rất là mềm, rất dai. Rất mềm, rất dai. Đấy. Ở trên này thì họ test thì ngồi lên quả trứng còn không vỡ cơ. Đấy các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy, ngồi lên quả trứng còn không vỡ này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó. Một con đệm ghế cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây các bác này. Đây. Đấy. Rất tiện dụng luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Ngồi xe máy, ngồi ô tô, ngồi văn phòng làm việc. Nói chung là đa di năng luôn. Đấy, rất là êm nhá. Đó, co giãn tốt. Đấy các bác thấy không? Đấy. Gấp gọn được. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đây. Đây các bác nhá. Kéo ra cho bác xem này. Đấy, kéo ra nhá. Đây. Đấy, thoải mái luôn. Con này nó là bằng silicone mềm, dùng rất là ngon. Thì các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện ở trong một cái vải như này rồi, và nó sẽ có cái miếng lót ở bên dưới này, có những cái chấm bi như này để chống trơn nhá. Đó. Lên trên là đệm ghế, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đệm ghế như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một số cái mặt hàng mới. Đó là cái này thì nó sẽ là một cái giá inox nhá. Các bác lên cho em là giá inox. Giá inox cái này thì các bác dùng để lắp vào cái vòi rửa bát nhà mình. Đấy đây. Con này thì nó rất là nhỏ gọn thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 30k cho một con giá inox này thôi nhá.
Đấy, lên mã giúp cho em là giá inox, giá của nó sẽ là 30k nhá. Các bác lên mã giúp cho em là giá inox. Đấy. 30.000 cho một cái bộ như này. Cái này thì lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Về các bác lắp đặt vào cái khu vực nhà phòng bếp nhà mình để kệ rửa bát các thứ đây. Các bác luồn cái này vào cho em này. Đó, luồn cái này vào đây. Sau đó thì mình đây. Đấy, luồn cái này vào đây nhá. Sau đó thì mình sẽ lắp cái này vào. Đây, lắp cái này vào đây. Đấy. Lắp cái này vào đây, đây. Đấy, sau đó thì các bác xoáy nó vào. Đây em sẽ có cái video xem lắp đặt chi tiết cho các bác xem. Đây các bác, con này thì nó lắp đặt rất là gọn gàng này. Các bác thấy không? Đấy. Rất đơn giản, các bác thấy không? Rất tiện luôn. Đấy nha, chỉ cần sập vào này là xong. Nó sẽ có cho các bác là hai loại cữ, một loại cữ nhỏ, một loại cữ to. Đấy, thì khi các bác mà dùng chậu rửa bát ấy thì bao giờ cũng có phải có bú rác rồi bàn chải bàn giếc. Đấy, thì mình bỏ lên đây, nó rất là gọn luôn nhá. Đó, rất là gọn sạch sẽ luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nha. Bỏ cả khăn khố các thứ được hết luôn. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Đây các bác này. Đấy. Lắp đặt thì rất là dễ dàng. Đấy. Lắp đặt rất dễ dàng nhá. Đấy, có cả kệ để cho các bác treo mấy cái đồ linh tinh nữa. Đấy. Bỏ vào rất là gọn, nước nó sẽ chảy trực tiếp xuống cái ấy luôn. Đấy, để cả chai nước cũng ok này các bạn. Đó. Chỉ cần xoáy ra lắp vào là xong, rất đơn giản thôi nhá. Đó. Đấy bác theo, rất đơn giản luôn. Đây thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái phần như này. Sau đó thì các bác chỉ cần là đặt vào đây. Đấy, đặt vào đây nhá. Đây. Các bác đặt vào đây chưa? Đó, đây nhá, đặt vào đây nhá. Ok chưa? Đấy các bác đặt vào đây này. Sau đó thì ví dụ như là cái nào mà cái ống nước nhà mình bé thì lót thêm cái miếng này vào. Còn cái vòi chậu rửa nhà mình mà nó to rồi thì ok, các bác chỉ cần sập vào như này thôi. Đấy, sập vào như này. Đây em mô phỏng trực quan cho các bác luôn, sau đó xoáy cái này vào. Đó, như này là xong. Đó, đây các bác nhá. Đó. Thì các bác có thể tùy chỉnh này, nâng lên cao hoặc hạ xuống tùy theo cái công năng sử dụng của nhà mình. Đây, rất chắc chắn nhá. Các bác có thể để đầy bao nhiêu đồ cũng được. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đấy, sau đó các bác xoáy cái này vào cho em này. Đấy, xoáy cái này vào, rất ok luôn nhá. Đây. Các bác có thể để đồ lên ok luôn. Đây. Đấy, em để cả những cái quặn tôn này lên ok các bác này, nó rất là chắc luôn. Đây bác thấy không? Đấy. Những cái bú rác thì nó rất nhẹ thôi, đây một quặn keo tôn to như này mà em để lên rất là ngon nhá. Đó. Đây, rất ngon lành luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là kệ rửa bát nhá. Lên cho em là kệ rửa bát. Lên cho em là kệ rửa bát này. Đó. Kệ rửa bát nhá. Kệ. Các bác lên cho em là giỏ inox nhá, giỏ inox đấy để nó tránh nhầm với các cái mặt hàng khác, giỏ inox nhá. Giỏ cái này nó như cái giỏ mà. Lên cho em là giỏ inox. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 30k cho một cái giỏ inox này. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái giỏ inox như này nhá. Đấy. Nó sẽ có cữ kiếc đàng hoàng cho các bác, rất tiện dụng luôn. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào thôi. Đây nó sẽ có cả thêm một cái cữ nhỏ nữa để đề phòng cho những cái dòng ống nước nhỏ nhá. Đấy, ống nước nhỏ. Rất tiện dụng. Lắp đặt thì cực kỳ là dễ dàng luôn. Lắp đặt rất dễ dàng. Đấy, các bác chỉ cần là cho vào như này, sau đó thì xoay ngang nó ra là xong. Đấy, cho vào như này, sau đó xoay nó ra. Đấy các bác nhá. Đấy, hoặc các bác có thể lắp vào như này. Đấy, kéo căng nó lên là nó sẽ sập vào. Sau đó thì đặt vào ống nước thôi, đặt vào ống nước. Nói chung là lắp đặt thì con này nó cũng rất là dễ dàng đơn giản thôi. Đấy. Và xoáy vào là xong. Cái này thì nó bằng inox với bằng nhựa cho nên là dùng nó sẽ rất là bền chứ nó không như những cái sản phẩm khác. Đây. Đấy, nó nhỏ gọn như này. Dài khoảng là gần 20, rộng thì khoảng là hơn 10. Đấy, đây nhá, rất nhỏ gọn luôn. Lên thêm là giỏ inox nhá, giỏ inox. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái giỏ inox như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới. Đó là cái các bác lên đã giúp cho em là ghế hơi nhá. Lên cho em là ghế hơi. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Lên cho em là ghế hơi nhá. Thì cái con ghế hơi này thì trước bên shop đang bán cho các bác là cái giá là 500. Đợt này thì hàng về cho các bác giá rất là tốt luôn. Giá chỉ còn cho các bác là một bộ ghế hơi như này, giá của nó sẽ là 360.000 nhá. Các bác lên cho em là ghế hơi nhá, ghế hơi. Giá của nó sẽ là 360k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là ghế hơi nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Thì đây của nó sẽ là một cái bộ ghế như này các bác này, một cái bộ ghế như này. Đây. Đấy, nó sẽ có kích thước cho các bác luôn. Đây kích thước nhá. Đấy, nó sẽ có hai chiếc, một chiếc là 31 x 62 này, còn một chiếc của nó sẽ là 98 x 1m16 x 83.
Đó, 98 là chiều rộng, chiều dài là 1m16 và chiều cao là cái chiều của cái phần tròn này là 83 cm nhá. Đấy. Thì nói chung là con này thì về các bác cứ bơm hơi lên là mình sử dụng thôi. Dùng cực kỳ là đã luôn các bạn, dùng rất là đã. Đó. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hạt rẻ nhá. Giá chỉ có một cái ghế hơi như này, giá chỉ có cho các bác là đi 360.000 thôi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy. Đơn hàng từ 200.000. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship, cho nên là các bác cứ mua đơn thì cứ mua cho em là đủ 200.000 là bên em bao ship. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái bộ ghế như này các bác này, một cái bộ ghế như này. Đấy, nó sẽ đựng trong hộp cực kỳ chất lượng như này. Về nhà các bác chỉ cần bơm hơi vào cho em là xong. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng công tắc. Ở đây nó sẽ có thêm cho các bác cả một cái bộ vá này nữa nhá. Đây, có cả bộ vá, cả keo dán này. Đấy, rất đầy đủ cho bác luôn. Đây. Và nó sẽ là một cái dạng như này. Bên của nó thì đa số là bằng cao su và nó có phủ thêm cho các bác một cái lớp nỉ nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là dạng như là da lộn đấy, nó gọi là da lộn các bạn. Đấy, da lộn. Khi mình bơm lên ngồi thì nó rất là êm luôn. Thì cái phần da này để mình ngồi này. Đấy. Để phần da này để mình ngồi. Còn lại thì khi mình bơm lên thì nó rất là êm các bạn, rất là êm luôn. Ngồi nó rất là đã. Đấy, đây, coi nhá. Đấy. Nó sẽ rất là to luôn. Chiều dài của nó là tới 1m16 cơ. Con này các bác bơm lên để ngồi mình đọc sách hoặc là nghỉ ngơi, nói chung là rất là tiện, rất là gọn gàng. Đấy, mình để trong phòng. Một cái thì là mình sử dụng là để chân hoặc là ngồi nho nhỏ, và một cái thì mình sẽ ngồi, một cái thì các bác có thể nằm được, một cái các bác có thể nằm được nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và đây cái lỗ bơm hơi đây, các bác bơm hơi vào đây xem. Đó. Lên cho em là ghế hơi nhá, giá thì cũng rất là tốt rồi, giá chỉ có 360.000 cho con ghế hơi này thôi. Đây, đây các bác này. Đó. Chất liệu bằng da nhé, và nó kèm cho mình là một cái keo và hai cái miếng dán để phòng bị hở. Mặt trước của nó là chất liệu là nhung nỉ nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ cần bơm vào cho em là xong. Đấy. Đấy, bơm xong nó đẹp này các bác này. Đấy, các bác theo. Nằm thoải mái luôn. Rất là rộng quá nhá. Mịn mà êm ái, giá cả phải chăng. Các bạn thích bộ này không? À, hôm nay review các bạn bộ ghế hơi nhé. Bộ ghế và bơm hơi, bóc hàng, chất liệu bằng da nhé. Và nó kèm cho mình một cái keo và hai cái miếng dán để phòng bị hở. Mặt trước của nó là chất liệu là nhung nỉ nhé, lắp bơm. Bắt đầu bơm cái bé. Khi bơm xong thì các bạn ấn cái này vào trong này. Đấy, nó sẽ đập bạn đánh bạn ra. Bơm cái to. Bơm cũng đang bơm xong. Đấy, con này thì rất là ok nhá. Giá bên shop đang gửi tới anh em các bác, giá cực tốt luôn. Lên cho em là ghế hơi nhá. Ghế hơi giá chỉ có 360.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất là mới. Đó là cái thước laser nhá. Thước laser, bác nào làm thợ làm nghề thì cũng vẫn phải dùng con này rồi. Lên mã giúp cho em là thước laser. Con này thì bên shop đang về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy. Giá rất là tốt luôn. Một con thước laser như này. Con này thì các bác có tặng được kèm, tặng kèm 3 viên pin luôn nhá, 3 viên pin luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 90.000 cho một con thước laser như này thôi. Hàng đẹp chất lượng các bác nhá, hàng đẹp chất lượng cho bác luôn. Đó. Hàng này thì hàng của Nhật và được gia công tại tại Trung Quốc anh em nhá. Nhưng mà hàng rất chất lượng. Đây, về nhà các bác tháo cái lẫy pin này ra cho em này. Đấy, bật công tắc lên này. Đây. Nó sẽ có cho các bác là laser như này. Đây, cái tia laser như này các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai đường laser. Các bác gạt ở đây đi cho em. Đấy, gạt ở đây này. Đấy, cái này thì các bác lấy thẳng này. Đây, để các bác lấy thẳng này em dọn lên tường cho các bác xem này. Đấy, tia của nó đây nhá. Đó, lấy thẳng này. Các bác gạt xuống nữa thì nó sẽ là lấy ngang này. Đấy, lấy ngang nhá. Để lấy mặt ngang này. Đấy. Và gạt lên thì nó sẽ là hình dấu cộng nhá. Đấy, hạt gạt ở giữa thì nó sẽ là dấu cộng cho các bác. Đó. Đấy, thì nó rất là nhiều cái dạng tia như này. Đây các bác xem cái tia của nó này. Đó, đây. Tia của nó đây các bác nhá. Đó.
rất là tiện luôn. Đấy, thì nó sẽ có 3 nấc, ba nấc cho bác luôn. Một nấc là đo góc vuông, đấy, một nấc đo góc vuông. Đấy, và một nấc đo thẳng, một nấc đo chéo các bác nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Đây. Nấc này là đo vuông này, đây coi này. Đấy, lấy góc vuông này các bác này. Đấy, lấy góc vuông này. Tia của nó rất là rõ luôn nhá. Tia rõ chứ không phải tia mờ đâu nhá. Đấy, tia rất là đẹp, rõ ràng luôn. Đó, đây các bác này. Đó. Giá thì con này của nó là cái phần thước đo này bằng nhôm nhá. Thước đo này bằng nhôm này. Đó, đây. Cái này nó sẽ có một cái phần thước đo như này. Đấy, thước đo như này, một bên là 15 cm này. Bên này của nó sẽ là 15 cm này. Đấy, và bên này của nó thì nó sẽ là nó đo theo cái kiểu là vạch dài đấy các bác này. Vạch dài như này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là ba cái đường nước như này. Ba cái đường nước như này. Một cái đứng, một cái thẳng và một cái nghiêng. Một cái đứng, một cái ngang và một cái nghiêng nhá. Đấy, nghiêng 45 độ. Đấy. Thì nói chung là con này thì sử dụng rất là hợp lý thôi. Đấy. Và có thêm cho các bác một cái thước rút nữa, một cái thước rút nữa này. Đấy. Nói chung là đầy đủ hết cho các bác luôn. Một con thước rút như này, có lẫy luôn, các bác bóp là nó vào này. Đấy. Đấy, con này thì nó sẽ có dạng như là gần như là có hãm này. Đấy. Thì khi ra nó sẽ ra từ từ. Đấy, à, khi để thì nó sẽ từ từ nó vào. Đấy, nó rất là tiện dụng nhá. Đó. Con thước này thì nó chắc là nó vào khoảng là 2 3 mét gì đấy. Đấy, một con thước rút như này. Thước này thì nó chắc nó chỉ tầm khoảng 2 3 mét thôi các bạn. Đó, rất là ngon luôn. Các bác nhấn này là nó sẽ vào nhá. Đó. Lên cho em là thước laser. Giá thì các bác còn được tặng kèm thêm 3 viên pin nữa. Đấy, tặng kèm thêm 3 viên pin nữa. Nói chung là rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là thước laser nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 95k thôi. Thước laser nhá. Lên cho em là thước laser này. Đó. Thước laser. Giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho một cái bộ thước laser như này. Hàng công ty nhá, cực kỳ là xịn sò luôn. Giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con thước laser như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bông tai nhá. Đấy, các lên cho là bông tai. Bông tai này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng. Một hộp này của nó sẽ là 200 chiếc và nó là dòng kháng khuẩn nhá. Đấy, dòng này là dòng kháng khuẩn. Cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Nó đã vô trùng rồi. Đấy, kháng khuẩn vô trùng rồi cho nên các bác yên tâm mà sử dụng nhá. Thứ hai là đây của nó sẽ có cho các bác là một đầu nhọn và một đầu bằng, và một đầu nhọn và đầu tròn. Đầu này tròn, đầu này nhọn này, để các bác sử dụng nó rất là tiện dụng luôn. Thứ ba là con này của nó sẽ là thuộc cái dạng nhựa mềm. Khi các bác dùng thì phải bẻ mạnh thì nó mới gãy, còn bình thường các bác dùng nhá, không bao giờ nó gãy nhá. Đây, bốn cong này nó không gãy này. Thì nó rất là an toàn. Khi các bác dùng ấy, nó không bao giờ nó bị gãy ở trong tay. Nó rất là an toàn luôn. Đấy. Giá thì lại cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Một hộp 200 chiếc này giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là bông tăm nhá. Đấy, bông tai, lên cho em là bông tai nhá. Đấy, bông tai, giá thì chỉ có 30k cho một hộp bông tai này thôi. 30.000 một hộp, 200 cái nhá, 200 cái tha hồ sử dụng luôn. Hộp còn có 200 cái nhá. Đấy, hàng đã vô trùng nhá, đã vô trùng, cực dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên cho em là bông tai các nhá, bông tai. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là keo dán tôn nhá. Keo dán tôn thì lô này bên shop về hàng rất là đẹp, khá là nặng các nhá, khá là nặng. Đấy. Thì giá thì vẫn đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt rồi, bao tốt trên thị trường các nhá. Đây. Đấy. Độ bám dính của nó thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái quận keo 10 như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 40k thôi nhá, 40k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dạng dính như này con này. Đấy, một cái dạng dính như này, nó rất là dính luôn. Đấy. Khi các bác bóc ra nhá. Đấy, bóc ra thì nó sẽ là một cái lớp màng mỏng bên trong như này. Đấy. Có một cái lớp màng bên trong nữa các bác bóc ra. Đây. Đấy. Cái keo của nó khá dính luôn các bác này. Đây. Keo của nó khá dính này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, nó là thuộc cái dạng như là cao su non đấy. Nó khá dính như này nhá. Thì khi các bác sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đó. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt. Độ bám dính của nó cực kỳ tốt các bác nhá. Đây, đây cái keo của nó này coi này. Đấy, nó bám dính rất là tốt luôn. Đấy, cái loại này mà nó gặp nắng nhá là nó chảy ra là nó mít vào luôn. Gặp nắng nó chảy ra là nó mít vào luôn các bác nhá. Đấy, độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Lên cho em là keo 10 nhá. Các bác lên cho em là keo 10. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40k thôi. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy, con này thì cái bản của nó sẽ là 10 cm nhá. Bản của nó sẽ là 10 cm. Đấy, lên mã treo là keo 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một quận như này.
40.000 cho một quận như này thôi nhá. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship đây. Và theo nó bám dính rất là tốt luôn này các bạn. Đấy, nó bám trên trên tay em này này. Đấy, bám rất là tốt luôn. Đó. Lên theo là keo 10 nhá. Đấy. Độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ bông nhá. Đấy các bác lên xem là cọ bông. Con này thì giá chỉ có 35k cho một con cọ bông này thôi. Con này thì dùng rất là sướng và tiện dụng các bạn. Đấy. Lên xem là cọ bông nhá. Đấy, cọ bông. Đấy. Cọ lưng bông nhá, cọ lưng bông. Giá thì chỉ có 30.000 thôi, 35.000 thôi các nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một đầu là nó sẽ là bằng bông cước như này và một đầu của nó là bàn chải nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, lên cho em là cọ lưng bông nhá, cọ lưng à, cọ lưng hai mặt. Cái này thì em đang lên là cọ lưng hai mặt rồi. Thì các bác lên cho em là đấy, thanh cọ lưng hai mặt nhá, thanh cọ lưng hai mặt. Giá thì chỉ có 35k thôi. Đấy. Lên cho em là thanh cọ lưng hai mặt. Đấy. Thanh cọ lưng hai mặt, giá của nó sẽ là 35k nhá. Đấy, thanh cọ lưng hai mặt này. Đấy. Thanh cọ lưng đấy. Hai mặt, thanh cọ lưng hai mặt nhá, giá của nó sẽ là 35k, 35k cho cái thanh cọ lưng hai mặt này nhá, giá của nó sẽ là 35.000. Của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một mặt bằng bông như này, một mặt bằng bông như này và một mặt của nó thì sẽ là bằng cái cước như này, bằng cái cước như này. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn, rất tiện và rất sướng không nhá, rất tiện và rất sướng luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu rẻ luôn, một cái thanh cọ lưng bông như này nhá, giá chỉ có 35k thôi. Đấy, lên cho em là thanh cọ lưng bông hai mặt, thanh cọ lưng hai mặt nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 35k. 35k cho cái thanh cọ lưng hai mặt này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá rất tốt các bác nhá. Hàng chất lượng và giá hợp lý cho bác luôn. Về các bác tắm thì cọ có cả cái đầu treo để các bác treo lên nữa, đầu móc treo nữa. Nói chung là con này rất là đa chức năng và nó rất là mềm này các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái nhá. Nó là dạng nhựa mềm, các bác uốn cong thoải mái để các bác thì cọ nó rất là sướng luôn. Bên em bán là 30.000 cho một cái dây sạc như này. Đấy. 30.000 cho một cái dây sạc như này. Đây nó sẽ là một cái dây sạc kèm theo cho các bác là đấy, kèm theo cho các bác là ba đầu nhá. Đây, một cái dây sạc như này. Đấy, một cái dây sạc như này kèm theo cho các bác là ba đầu này. Đây. Đấy, ba đầu như này. Đấy, thì em sẽ giới thiệu với ổ xanh này trước đây. Ổ xanh đây. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng rất chất lượng các bác nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có công tắc đóng ngắt cho bác luôn. Dây thì của nó dài khoảng là 1 mét nhá. Dây dài khoảng 1 mét, có công tắc đóng ngắt cho bác luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt. Ngắt tổng luôn. Đây dây đây, chân cắm dẹt nhá. Đấy, dây dài khoảng 1 mét, chân cắm dẹt. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt coi nhá, rất là hiện đại luôn. Đây. Đấy, cắm mà. Đây. Đấy, có đèn báo này, có đèn đỏ báo này, có công tắc đóng ngắt này. Đấy, nó sẽ có cho các bác bao gồm là 6 ổ cắm liền và 3 ổ USB, 6 ổ cắm 3 cổng USB. Nói chung là con này dùng thì rất là tiện luôn. Các bác lên cho em là ổ xanh nhá, ổ xanh. Giá thì bên shop đang bán là 100k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k thôi, 60k. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đấy, đợt này hàng về cho bác giá rất là tốt. Lên đã đầu tiên là ổ xanh, giá chỉ còn giảm cho bác chỉ còn có 60k cho một con ổ xanh như thôi nhá. 60.000 cho một con ổ xanh như này. Giá quá hạt rẻ luôn các bác nhá, quá hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, lên mã treo là ổ xanh giá là 60k. Ổ xanh này thì đấy bên em có bán kèm cái dây sạc đơn này đây, sạc đơn cái này thì có lên như là sạc đơn nhá. Đó, sạc đơn. Giá của nó sẽ là 30k cho dây sạc đơn như này. Đấy. 30k cho một dây sạc đơn như này nhá. Đấy. Thì riêng chương trình hôm nay là đặc biệt. Nếu như bác nào mua một cái ổ xanh với cái dây sạc như này là 90.000 rồi thì bên em tính tổng nó sẽ là 100 và bên em bao ship nhá. Đấy. Cứ bác nào lấy cả dây cả ổ như này thì bên em sẽ tính cho bác là 100 và bao ship. Đấy. Tức là tiền ship 20.000 nhưng mà bên em tính cho các bác có 10.000 thôi. Đấy. Tức là lên cho em là ổ xanh này. Đấy. Ổ xanh cộng với lại sạc đơn này. Đó, ổ xanh cộng sạc đơn thì giá của nó sẽ là bằng 100k. 100k và bao ship nhá. Đấy, ưu ái cho các bác. Đấy, ổ xanh cộng sạc đơn thì giá của nó sẽ là 100.000 và bao ship. Đấy. Riêng hai cái mã này thì bên em sẽ tính cho bác giá 100 và bao ship. Còn tất cả các đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em mới bao ship nhá. Đấy. Đây, có công tắc đóng ngắt các bác này. Đây, có công tắc này, đèn báo đỏ này, có 3 cổng USB này. Đấy, 5V nhá. Cổng này của nó là 5V và 2,4A nhá, cổng 5V thôi nhá. Đó, cổng 5V 2,4A, có công tắc đóng ngắt, có đèn báo đỏ này. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Giá này cực tốt luôn, chỉ có 60.000 thì có ổ xanh thì thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bát sen inox thôi nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bát sen inox. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng và bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là bát sen inox nhá. Hàng của thương hiệu
Osaka Japan qua này. Đấy, hàng thương hiệu Osaka Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một con bát sen như này các nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bát, một dây và một giá đỡ luôn, có cả giá đỡ nhá. Riêng con bát inox này thì có giá đỡ cho bác nhá. Đây, đấy, có cả giá đỡ, cả dây cho bác luôn, ốc yếc các thứ đầy đủ cho bác luôn. Đấy. Đây, các bác chỉ cần sập nó vào đây là xong, rất là tiện luôn. Đó, đây, có giá đỡ cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bát sen inox nhá. Đó. Có cả ốc áp, cả giá đỡ cho bác luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy. Lên cho em là bát sen inox đây. Dây đây con này. Đó. Dây đây các bác nhá. Đó, dây đây. Dây về các bác kết nối vào cho em này. Đấy. Kết nối dây vào sau đó thì mình gắn vào giá đỡ đây. Đấy, gắn vào giá đỡ này, rất là ngon lành, tiện dụng cho bác luôn. Đó. Đây. Xoáy này ra này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Đây. Đấy, cả dây cả bát đều bằng inox hết nhé. Đây. Đấy, cả dây cả bát đều bằng inox hết, Su 304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, lên cho em là bát sen inox bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bát sen inox nhá. Giá của nó sẽ là 101 nhá. Bát sen inox này. Đó, lên cho em là bát sen inox. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một cái bộ bát sen inox như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bát sen inox, giá của nó sẽ là 110.000. 110.000 cho một cái bộ bát sen inox như này. Hàng rất đẹp luôn, có cả giá đỡ giá điếc cho các bác hẳn hoi luôn nhá. Về nhà các bác. Đây, dây dài khoảng là 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy, nó tùy theo lô. Đấy, dây thì lô này thì là 1m5, nhưng nó sẽ có lô 1m2, 1m5 cho nên là em cứ nói khoảng như vậy. Để cho các bác nắm được nhá, không đến lúc các bác lại ý kiến bảo là sao lại dây không đủ theo tiêu chuẩn thì nó mất công. Đó. Lên cho em là bát sen inox. Đấy, một con bát sen inox ngon lành như này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 có kèm cả giá đỡ nhá. Loại này thì có kèm giá đỡ cho các bác luôn. Đó, lên cho em là bát sen inox các bác nhá. Đó, đây. Đấy, kết nối với điếc cực kỳ là ngon luôn. Dây bát giòn giếc các thứ đâu đấy nhá. Đấy. Rất chất lượng đầy đủ cho bác luôn. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Bát sen inox giá là 110.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái lô, đó là cái này nó lên là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là 6 lọ gia vị nhá. Đấy, 6 lọ gia vị này. 6 lọ gia vị nhá. Đó, 6 lọ gia vị. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu đây? 140k cho cái bộ 6 lọ gia vị như này nhá. Lên cho em là bộ 6 lọ gia vị này. Đó, bộ 6 lọ gia vị. Giá của nó sẽ là 140.000. Đấy, 140.000 cho cái bộ 6 lọ gia vị như này các bác. 6 lọ gia vị như này. Đây. Đấy. Hàng thì đấy, nó sẽ là 6 cái hũ gia vị để các bác về các bác sử dụng nhá. Đây. Tất cả đều nắp niếc là bằng inox hết nhá, nắp niếc bằng inox hết. Còn lọ của nó sẽ là bằng thủy tinh. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là đây, nó sẽ có cho các bác là lỗ nhỏ này. Đây là nó sẽ có lỗ nhỏ này, lỗ to này và lỗ to hẳn này. Đấy. Về các bác đựng muối mắm mì chính hạt tiêu vào đây, sau đó các bác để vào cái khay này cho em. Rất là xinh luôn. Bộ này của nó là tới 6 hũ liền nhá. Bộ này của nó sẽ là 6 hũ liền nhá. Các bác tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đây. Đấy, 6 hũ liền. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn nhá. Đó. Bộ 6 hũ liền các bác nhá. Đó, qua theo. Đây. Đấy. Đúng 6 hũ không? 2 4 6 đúng không? Bộ 6 hũ gia vị các bác nhá. Đấy, 6 lọ gia vị đây. Đấy, rất đẹp như này nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó là nó có thể xoay được các bác này. Đấy, nó có thể xoay đi như này được này. Đấy, có thể xoay như này được. Để các bác bỏ gia vị vào đây nhá. Muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi bột ớt rồi, nói chung là đầy đủ luôn. Rất là đẹp các bác này, rất là đẹp. Đấy, các bác có thể xoay đi xoay lại được đây. Đây em sẽ để. Ví dụ các bác để trên bàn ăn như này, sau đó thì mình cần lấy cái món gì thì mình xoay đi như này thì mình lấy này. Rất là ngon luôn nhá. Đó, đây. Đấy, nắp biếc của nó đây, giòn giếc của nó đây. Đấy, con này thì nó sẽ là như này, nắm vừa lòng bàn tay như này. Đấy. Dung tích của nó thì chắc là nó vào khoảng là đi 100ml. Đấy, 100ml các bác nhá. Đấy, nói chung là nhỏ xinh. Để các bác sử dụng tất cả cái đầu này bằng inox hết nhá. Bằng inox hết cho nên các bác không lo bị han gì, bị gì sét nhá. Đó, đây. Nó sẽ có là một lỗ nhỏ này. Đấy, lỗ nhỡ này và lỗ to hẳn luôn. Tùy theo các bác muốn tra loại nào thì các bác đổ vào. Rất là tiện luôn. Và nó sẽ có một cái khay như này. Đấy, khay như này để các bác đặt vào nó sẽ ôm sát vào luôn. Đấy, xoay đi xoay lại rất là đẹp con này. Đấy, rất đẹp, rất tiện luôn. Hoặc xách này, các bác có thể xách cả dàn như này cũng ok nhá. Xách cả dàn này cũng ok. Đấy, cái đít này của nó có thể xoay được này. Đấy, đít này của nó xoay được. Nói chung con này thì dùng rất là ngon và tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá cực kỳ tốt nhá. Đấy, lên cho em là
bộ 6 lọ gia vị này, bộ 6 lọ gia vị giá của nó sẽ là 140.000. 140k cho cái bộ 6 hũ gia vị này nhá. Đấy, 140.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này, 6 lọ gia vị như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thanh chắn cửa các bác nhá. Đấy, thanh chắn cửa. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, đợt này thì lại bắt đầu vào mùa hè thì chúng ta lại dùng sử dụng điều hòa nhiều. Sử dụng điều hòa nhiều thì là các bác phải cần những cái thanh chắn cửa này, hoặc là các bác nhà có côn trùng kiến gián ấy, hoặc là cửa nó hở nhiều thì các bác dùng cái này cho em. Lên cho em là thanh chắn cửa nhá, thanh chắn cửa. Đó, thanh chắn cửa. Giá thì chỉ có 30k thôi nhá. Giá chỉ có 30k cho một con thanh chắn cửa như này thôi. 30k nhá. Cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 90 đến 95 cm. 90 95 cm, nói chung là các loại cửa phổ thông thì vừa hết. Còn lại nếu mà cửa mà quá to thì các bác có thể cho hai thanh vào, còn thừa bao nhiêu mình cắt đi, nó cũng rất là ok thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng vải nhá. Bằng vải bọc cao su, cái lớp mút gọi là lớp bọt non đây các bác này. Đấy, bọt non như này. Đấy. Đấy, bọt biển non đây. Và nó vải nó trùm như này các bác này. Đấy. Rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 30k cho một hộp một bộ thanh chắn cửa này thôi. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nhà các bác bị côn trùng này, côn trùng rồi kiến gián này. Đấy. Côn trùng kiến gián này. Đấy các bác đẩy nó vào cho em. Sau đó thừa các bác cắt đi. Đấy các bác theo. Côn trùng chuột bọ kiến gián nó sẽ không vào được các bạn. Nó thấy không? Rất tiện dụng luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt nhá. Đấy các bác theo. Đấy, côn trùng chuột bọ kiến gián là nó chịu hết. Các bác chỉ cần đẩy bên này xong, rất ngon lành luôn. Giá thì cực tốt nhá, chỉ có 30.000 cho một cái thanh chắn cửa như này thôi. Lên mã giúp cho em là thanh chắn cửa, giá của nó sẽ là 30k.